Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Hợp Đăng, Thượng tọa Hợp Tân, cùng chư Tôn Đức có mặt trong rừng thân chào quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, một điều rất dễ nhưng mà con người của chúng ta là không dễ. Từ xưa đến giờ, những cái cuộc hội họp những con người tham sân si còn, họ phát biểu, họ nói không có đúng pháp, và người này nói người kia không có chấp nhận, rồi nó sinh ra cái sự đúng khổ, gây gỗ, phiền toái. Cho nên Đức Phật Ngài đã dạy cho những bà la môn này khi hội họp lại bằng một câu ghệ ngắn thôi. Rồi những vị bà la môn ở Khô Sát Đốt Xá đã hiểu ra được vấn đề và đã quy ngưỡng Tam Bảo, xin quy y làm những cận sự nam. Hôm nay bài kinh này chúng ta sẽ được nghe giảng giải bởi Thượng tọa Pháp Tân, giảng sư ngày thứ bảy. Bây giờ xin mời cô Vông Lan đọc cho chánh kinh, sau đó xin cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính chân Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu đã dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn cô Như Pháp. Bài 12 Kinh Khô Má Đút Xá. Khô Má Đút Xá Xuất Tăng, không phiền não mới rõ chuyện phải quấy. Kinh Văn. Tôi được nghe như vậy, thuở ấy Đức Thế Tôn trú giữa những người Sắc Ký Giá, Thích Ca tại Khô Má Đút Xá, một thị trấn của người Sắc Ký Giá. Rồi một buổi sáng Đức Thế Tôn đắp y cầm y bát và cầm y kép và bát vào thị trấn Khô Má Đút Xá khất thực. Bấy giờ trời mưa lất phất, những bà la môn gia chủ của Khô Má Đút Xá đang họp tại hội trường để thảo luận một số công việc. Rồi Đức Thế Tôn đi đến hội trường ấy. Các bà la môn gia chủ ở Khô Má Đút Xá trông thấy Đức Thế Tôn từ xa đã nói: những sa môn đầu trọc này là ai, sao lại không biết phép tắc? Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ ngôn với các bà la môn gia chủ Khô Má Đút Xá: hội họp cần đúng pháp, nói pháp cần hiền nhân. Người đoạn tận tham sân là hiền nhân nói pháp. Khi được nghe nói vậy, các bà la môn gia chủ Khô Má Đút Xá bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thật vi diệu thai tôn giả Gotama, diệu pháp được tôn giả Gotama hiển bày như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tâm tối, để những ai có mắt thấy được. Chúng con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa Pháp, xin nương tựa Tỳ Khu Tăng. Mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. Thích Văn. Nê Sa Sắp Bá Giách Thá Ná San Tí San Tô, không nên hội thảo nếu không có người biết phải quấy hay người hiền thiện. Santo ná tề dề ná vá đàn tí tham măng, không nói pháp thì không gọi là hiền nhân. Ra ran chá đồ san chá pá hà chá mồ hầm tham măng vá đàn tà chá phá hoàn tí
Santoti. Người đoạn tận tham sân si mà nói thì người thì nói đúng pháp. Người đoạn tận tham sân si mà nói thì nói đúng pháp. Thích nghĩa theo sớ giải thì Khô Má Đút Xá là vải len, một sản phẩm nổi tiếng của địa phương, do vậy thị trấn mang tên Khô Má Đút Xá. Sớ giải nói rằng chữ sắp pa tham măng có nghĩa là nguyên tắc hội họp. Một trong những phép tắc hội họp là người tới sau thì không đi vào cổng chính mà đi vòng phía sau vào chỗ ngồi để không làm xáo trộn cuộc họp đang diễn ra. Trong trường hợp này, Đức Phật đi đến bằng cổng chính nên những bà la môn nói lên lời mang tánh khiển trách. Theo sớ giải thì hôm đó chính Đức Phật dùng thần thông tạo mưa lất phất như lý do đi vào hội trường trú mưa để khai thị cho hội chúng. Những bà la môn gia chủ nói về phép tắc khi hội họp. Sô phá tham măng. Sa phá tham măng. Đức Phật nhân đó dùng chữ phép tắc để nói về pháp không nên hội họp nếu không có người biết pháp. Hiền nhân không nói pháp thì không là hiền nhân. Người đoạn tận phiền não mới thật là hiền nhân, mà nói thì nói đúng pháp. Văn phong của Kệ Ngôn rất khó chuyển dịch đầy đủ vì tánh cách chơi chữ và luyến lấy trong âm vận. Giai thoại chứa đựng nhiều thú vị. Dịch và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và đạo tràng của chúng con xin được trang nghiêm đọc bài kệ thỉnh Pháp Sư. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc, sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi giảng giải nội dung bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ thưa đạo tràng của chúng con đã hết nghe âm thanh của Thượng tọa Pháp Tân. Dạ con, chúng con kính thỉnh ngài cầm mic lại ạ. À. Dạ có lẽ do ngài rớt mic, dạ con xin gửi mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tệ Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tế Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn Thượng tọa Hòa Thượng, cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay nói đến cái tựa của bài kinh là Khô Má Đút Xá. Thì cái câu chuyện của cái bài kinh hôm nay đó thì nó liên quan đến Đức Phật khi ngài giáo chơi cho ông Bà La Môn Khô Má Đút Xá. Thì như chúng ta đã nghe đọc phần chánh kinh đó, thì ông Bà La Môn này là ở tại một cái trú xứ ở trong một cái dòng tộc Thích Ca, mà ở trong một cái làng gọi là Khô Má Đút Xá luôn.
Thì được biết là cái làng này là một cái làng, và ông Bà La Môn này là ông gia chủ tên là Khô Ma Đú Sát. Như Hòa Thượng Giác Đẳng đã biên dịch soạn đấy, thì Khô Ma Đú Sát là một cái làng ở trong đó. Họ ngày xưa họ sản xuất những cái loại vải rất là quý. Cái vải đó vì vậy cho nên là khi mà Đức Phật ngài mỗi buổi khi mà một buổi sáng nọ đó thì ngài đi đến ngày ngày đi đi cực thực, thì khi mà ngài đi như vậy thì được biết đó là ngài đã dùng thần thông để làm cho cái mưa phùn lất phất, để ngài đi đến cái có cái lý do để ngài đến cái nơi mà ông Bà La Môn Khô Ma Đú Sát cùng là những người Bà La Môn khác ngồi hội họp với nhau. Là khi họ hội họp như vậy thì Đức Phật ngài đi thẳng vào ở trong một cái cửa chính. Thì ông Bà La Môn này cũng nói là một cái điều giống như là một cái lời giống như là khiển trách, giống như nói Đức Phật là một cái người không có phép tắc. Theo cái quan niệm của những người đạo Bà La Môn, những người Bà La Môn thì nếu như người đi đến sau thì phải đi vào cửa sau để khỏi bị đánh đồng những người khác, làm xáo trộn cho người khác. Nhưng mà Đức Phật thì chúng ta cũng biết là một bậc đạo sư, một bậc đạo sư, một bậc mà gọi là thiên nhân sư. Có lẽ là chính vì vậy mà Đức Phật ngài xuất hiện, và khi mà ngài đi vào cửa trước, và trong cái dụng ý của Đức Phật là dụng thần thông để quyết biến hiện thần thông để cho mưa lất phất như vậy, để ngài có cái lý do để ngài đi vào để giáo hóa những người này. Sau đó thì ông Bà La Môn sau khi nói những cái lời giống như là sự khiển trách, tại sao Đức Phật đi vô như vậy, Sa môn Gotama vô như vậy mà không đi vô ngỡ sao, khi mà mọi người đang hội họp với nhau. Thì khi mà Phật bước vô á, thì ngài đi bằng cái cửa trước, đi thẳng vào, đi thẳng vào. Rồi Đức Thế Tôn ngài mới nói lên cái kệ ngôn là hội họp cần đúng pháp, nói lời pháp cần nói pháp, cần hiền nhân, người đoạn tận tham sân là hiền nhân nói pháp. Đức Phật ngài nói vậy. Sau khi ngài nói những cái lời đó không á, thì ông Bà La Môn này cũng như là những người Bà La Môn khác á, đặc biệt là ông Bà La Môn này đã nói lên là Đức Phật là cái người khai thị cho ông từ một cái vật mà bị ngã xuống, bây giờ là được dựng đứng lên. Tức là ông hiểu rõ được vấn đề, hiểu rõ vấn đề mà Đức Phật ngài muốn nói. Và ngài đem cái ánh sáng từ trong bóng tối, từ ánh sáng đến cái bóng tối, làm cho cái ánh sáng nó được sáng tỏa. Và như vậy thì ngài đem đến cái sự lợi lạc cho những cái người này. Cho nên là ông Bà La Môn này đã quy ngưỡng Phật, quy ngưỡng Phật. Con xin trọn đời quy ngưỡng Phật, con xin trọn đời quy ngưỡng Pháp, con xin trọn đời quy ngưỡng Tăng. Có nghĩa là ông quy ngưỡng Đức Phật để trở thành một cái người cư sĩ, hay là trở thành một cái bậc xuất gia. Có nghĩa là từ đó đó thì chúng ta thấy một điều, đó là khi mà đọc cái đoạn kinh này đó, thì cái bài kinh này đó, thì Đức Phật ngài chỉ nói gọn gàng, vỏn vẹn có 4 câu thôi trong một kệ ngôn. Trong một kệ ngôn ngài dạy rằng hội họp cần đúng pháp, nói pháp cần hiền nhân, người đoạn tận tham sân là hiền nhân nói pháp. Như vậy thì ở đây đó, khi chúng ta biết sống ở trong cuộc đời thì nó có một cái điều, đó là nó có những cái nguyên tắc của nó. Và cái nguyên tắc đó đó thì đứng về
cái góc độ này đó mình nói không thì nó chưa có thể là hoàn chỉnh được, chưa có thể đúng hết hoàn toàn được. Mà khi mà mình nhìn nhiều góc độ khác nhau, nhiều khía cạnh khác nhau, thì khi cái nói đó đó nó có thể là chúng ta vừa tình vừa lý đó, thì nó mới có mang lại cái hài hòa ở trong một cái cuộc nói như là một cuộc thảo luận. Chúng ta biết rằng những người mà thảo luận hay tranh cãi nhau, đặc biệt là những người tranh cãi thì sự thật ra thì người ta chỉ muốn cái phần thắng về chính họ. Rồi đó là họ bất kể, bất chấp rằng cái điều đó nó đúng hay là sai, nó có tình hay có lý, nó có đúng sự thật hay không, nó có đúng sự thật hay không, nhưng mà người ta nói để được cái phần thắng về chính họ. Dù họ dùng ngôn ngữ, lời nói, biện luận để rồi tranh hơn tranh thua với nhau, nhưng mà cái đó đó thì chúng ta cũng biết ở bên ngoài người ta nói một cái câu đó là chín người 10 ý, có nghĩa là từ ở cái chín người đó mà họ có thể 10 cái ý kiến khác nhau và nó có thể có những sự bất đồng với nhau. Nhưng mà khi mà người ta nói với nhau, tranh người ta luận bàn với nhau đó là để cho đi đến một cái hồi kết, và cái hồi kết đó đó là phải đúng, phải phải đưa ra một cái một 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 cái giải pháp gì đó để rồi cái điều đó nó vừa là đúng với sự thật, vừa là hài hòa ở trong một cái hội chúng, trong một cái hội chúng hay trong một cái tổ chức, để rồi làm sao nhằm cái mục đích chính á, là vừa đúng sự thật mà vừa vừa làm cho con người ta có thể có cái tiến hóa, có cái sự tiến bộ, và gắn bó với một cái tổ chức đó để đi đến một cái đích đến gọi là chân thiện hay là mỹ. Nói chung là như vậy. Có những cái đó nó có thể là nó đẹp cái này nhưng nó chưa phải là chân, nó có thể có mỹ nhưng mà nó chưa có phải là chân. Nhưng mà có thể đó là nếu chúng ta chọn một cái giải pháp đó thì cái giải pháp đó đó nó có bao gồm cả chân thiện và mỹ, cái đúng, cái thiện và cái mỹ, cái đó nó phải có cái sự hài hòa. Còn nếu một người mà tranh cãi với nhau để được hơn phần mình, và khi mà một người mà tranh cãi á, thì quý vị chúng ta để ý một điều đó là nói cho nhiều là tranh luận hay tranh cãi hay là người ta nói một cách gì đó cãi giả với nhau ở ngoài đời đó, ở xã hội đó, thì người ta ai nói tiếng lớn hơn nghĩ đó là người đó là nói thắng, hay là ai nói cái từ giống như là một cái người xin lỗi ở đây đó, giống như là người ta mà nói chuyện với nhau bằng với cái tâm hung sân hận đó, một cái tâm sân hận đó, thì chưa chắc là đã đúng đâu, chưa chắc đã đúng. Khi mà họ nói bằng với cái tâm sân hận thì xin lỗi quý vị là họ sẽ nói những cái lời nói gì đó rất là cay nghiệt, rất là độc, rất là độc. Rồi từ ở cái lời nói đó nó phát xuất từ ở cái lòng sân, cái lời nói đó nó phát xuất từ ở cái lòng tham, cái tâm tham, cái lời nói nó phát xuất từ ở cái quan điểm gì đó của riêng mình mà nó không đúng sự thật, hay hoặc là một số đông nào đó đi theo cái quan điểm mà mình cho rằng đúng, mình cho rằng đúng mà nó không có một cái căn cứ gì hết đó để cho đó là đúng, mà chỉ nói rằng vì một số đông này người ta làm như vậy, người ta tin như vậy, người ta theo như vậy cho nên là mình phải đi theo người ta. Sự thật là như vậy, cho nên là người ta còn nói một cái câu là chân lý chưa hẳn là ở ở số đông, chân lý chưa hẳn ở số đông. Cái điều này nó rất là quan trọng. Giống như ở trong Phật pháp á, thì Phật có nói đó là một người có cái khuynh hướng vào đời, tức là quan điểm của xã hội, dân gian, thế gian người ta là như vậy thì mình phải đi theo như vậy, tin như vậy, nghĩ như vậy, nói năng như vậy và hành động như vậy. Rồi có một cái khuynh hướng nữa đó là tự theo cái ý của mình, cái ý của mình nghĩ đúng, mình cho rằng đúng
Nhưng mà sự thật nó cũng không đúng. Bởi vì cái quan điểm cá nhân đó thì nhiều khi nó không thiếu phần chủ quan. Chúng ta không có cái khách quan mà chúng ta có một cái phần chủ quan của chính mình. Khi mà mình nhận định như vậy, không đem ra thảo luận á, thì cái nhận định của mình, cái nghĩ suy nghĩ của mình và cái quyết định của mình á, nhiều khi có những cái sự sai lầm trong đó. Trong khi có một cái sự có một cái người giống như là những cái người mà có những cái tầm, tức là cái sự hiểu biết của họ có, và họ vừa có cái tâm vừa vừa có cái tâm, thì cái điều kiện mà họ khi mà họ nói ra vừa có cái tâm, ở đây ý chúng tôi muốn nói tức là một người có đạo đức, một người có cái đạo đức và vừa có cái tầm, tức là cái sự hiểu biết của họ có, về tầm chiều sâu cũng có và chiều rộng cũng có, thì họ đóng góp một cái lời nói đó, nó có thể giúp cho mình có những cái định hướng và cái phát triển, hay là cái mà mình sắp sửa để hành động một cái giải pháp gì đó, một cái việc gì đó, thì có thể là nó khả dĩ chấp nhận được, chấp nhận được và đúng đắn. Rồi có một điều nữa đó là có những người khuynh hướng mà trong Phật pháp gọi là căn cứ vào vào pháp, trong Phật pháp gọi là căn cứ vào pháp. Mình không biết là cái đó đúng hay là sai. Nhưng mà ở ngoài đời, thí dụ như chúng tôi nói một điều nè, lại vậy nè, cái tập quán của dân gian, tín ngưỡng của dân gian hoặc tập quán của xã hội dân gian, ngay cả cái ma chay thì giống như chúng tôi nói đám tang, thì mỗi vùng miền nó mỗi khác, mỗi địa phương nó mỗi khác. Một địa phương chủ trương như thế này, một chủ trương như thế khác, rồi mình có những người đi đến dự cái đám tang, mình nói ra ừ cái này nó làm vậy không đúng, thì nó cũng chưa phải. Nó đúng cái gì và nó sai ở chỗ nào, chúng ta cũng không thể nào mà nói rằng cái đó là đúng mà hay là cái đó là sai. Cái đó là sai, bởi vì nếu mà nói là tín ngưỡng của dân gian hay là tập quán của xã hội, thì mỗi vùng miền từ ở nơi này nơi kia họ quan niệm về cái ma chay, cái lễ nó phải như thế này, lễ như thế nọ, thì chúng tôi nói rất là đa dạng, rất là đa dạng, và mình không thể nói rằng ừ nhìn ở cái góc độ mà xưa nay mình đã từng làm như vậy, rồi mình đi đến cái chỗ khác mình thấy người ta làm khác với cái của mình, rồi mình cho rằng ừ, người ta làm sai, thì cũng chưa hẳn, bởi vì cái đó nó đa dạng. Nhưng mà một điều đó là nó không có một cái gì mà đưa đến cái gọi là chuẩn xác, trong khi một người có một cái căn cứ vào pháp, căn cứ vào pháp, đặc biệt là với một cái người tu của mình, thì chúng tôi thấy rằng là mình làm lễ ma chay, thì chúng ta vẫn làm một cái việc đó là chúng ta cũng phải tụng niệm để giống như là chúng ta tưởng niệm đến những cái người đã khuất, những cái bậc đã viên tịch, chúng tôi gọi là cái từ viên tịch, trong Phật giáo mình gọi là viên tịch, nhưng mà viên tịch thì nó cũng hẳn chưa hẳn là đúng, nhưng mà ở đây đó mình xài cái từ gọi là viên tịch thì mình chỉ nói là như vậy, rồi mình tụng kinh, rồi mình thuyết pháp, rồi mình lại Phật, rồi tất cả những cái gì đó mình giữ những cái sự yên lặng tịnh lịch, tịnh lạc, để rồi mình tưởng niệm đến những người, hoặc là mình tụng kinh hướng nguyện phần phước, hoặc là mình dâng phước đến những cái bậc trưởng lão, ví dụ như vậy, thì cái việc làm đó chúng ta làm nó đúng pháp, nó đúng pháp, bởi vì không có cái gì khác, là người đã mất rồi thì chúng ta tưởng niệm đến người đó, chúng ta tạo được nhiều cái công đức thiện sự để chúng ta hướng nguyện, hoặc là chúng ta dâng phước đến những cái bậc đó, thì đó là việc làm đúng nhất. Còn những cái âm thanh sắc tướng tự bên ngoài, nhạc lễ, tất cả các cái thứ, cái đó nó mang cái tính gọi là dân gian, quan điểm từ tùy điều kiện hoàn cảnh của địa phương, nó mỗi người nó làm mỗi khác, cho nên là có cái đó cũng được và không có cái đó cũng không sao. Mà đặc biệt là đối với cái người tu á, thì khi mà qua đời hay là viên tịch mất đi đó, thì những cái người thân còn lại hay là những người đệ tử còn lại chỉ làm những gì tưởng niệm, và những cái công đức thiện sự nào mà mình làm, từ việc tụng kinh, ngồi thiền, giữ giới, cho đến là những việc thiện sự khác mình làm, mình hướng nguyện đến người đó. Bây giờ
Chúng tôi trở lại với một điều, đó là khi mà mình thảo luận một điều gì đó, thì khi mà mình ngồi hội họp nhau thì đương nhiên là phải có cái sự tôn trọng, có cái sự tôn trọng, tôn kính, tôn quý với nhau. Tùy ở trong một cái hội chúng đó, cái hội chúng ở trong Phật Pháp, đối với chư tăng, đối với cư tu nữ, đối với Phật tử, thì những cái hội chúng đó chúng ta cũng biết nó rạch rồi, rõ ràng rồi. Chư tỳ kheo tăng rồi là có tu nữ rồi có Phật tử, thì nó từng ở cái hội chúng như vậy thì đều có cái sự tôn trọng, tôn kính với nhau trong cái sự ngồi hay là sự thảo luận. Ngay cả trong từ Phật giáo, chúng tôi thấy cái từ gọi là chư tăng mà tôn trọng với nhau thì người nhỏ thưa với người lớn là phàm tê, tôn giả, thí dụ vậy. Rồi là người lớn thưa với người nhỏ là avuso, tức là một trong cái nói là một cái từ gọi là một cái người tôn trọng với nhau, người lớn tôn trọng người nhỏ, thì cái đó cũng đã nói lên một cái điều, đó là tôn trọng và tôn kính với nhau, nó trở thành một cái chuẩn mực ở trong trong cái sự ứng xử trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là ở trong Phật Pháp. Bây giờ khi mà mình ngồi họp với nhau á, thì dĩ nhiên có những cái sự nguyên tắc đó, nhưng mà khi mà mình thảo luận á, mà mình nói chuyện với nhau á, thì trước tiên á, chúng ta làm cái việc gì, giống như người ta nói là có tài mà không có đức á, thì giống như là vô dụng, là vô dụng. Mà có đức mà không có tài á, thì làm việc gì nó cũng khó, làm việc gì cũng khó. Có nghĩa là mình có tâm tu, nhưng mà mình không có một cái mình có cái tâm tu đó, có cái tâm hiền thiện đó, có cái tâm đạo đức đó, có đời sống tốt, nhưng mà mình không có một cái kiến thức, hay là không có một cái sự hiểu biết về Phật Pháp. Mình không có sự hiểu biết về Phật Pháp thì mình cũng không thể nào mình nói ra một cái lời đó để giúp ích cho một cái gì, giúp ích cho một cái gì. Cho nên á, người ta nói là có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng có, nhưng mà có tài á, mà không có đức á, thì ở đây muốn nói trước nhất á, là chúng ta phải có cái tâm. Có cái tâm thì như nó là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài ở trong truyện Kiều, thí dụ vậy. Thì bây giờ Đức Phật ngài nói ở đây đó là khi mà hội họp với nhau là cần phải đúng pháp. Giống như chúng ta thấy rằng chư tăng có những điều gì đó thường có cái sự thảo luận, hay hoặc là mỗi nửa tháng thì có những cái có phương pháp, có cái pháp gọi là phát lồ hay là sám hối, thì đó là làm cho nó đúng pháp, làm phải cho đúng pháp ở trong một cái dòng cương giới, trong một cái sự si ma, hay là ở trong một cái ngôi chùa, tức là từ trên đến dưới, từ nhỏ đến lớn đó, thì đều có cái chuẩn mực ở trong đó. Mình thực hiện những cái điều đó xem như là những cái điều mà chư tăng tụng giới, chư tăng sám hối với nhau là điều đúng pháp, điều đều đúng pháp. Và mình làm những cái việc gì vậy, giống như là ở trong chùa cũng vậy. Chúng tôi thấy là vị trụ trì, thì nếu là chư tăng đông thì vị trụ trì phải có cái trách nhiệm sắp xếp và phân bố Phật tử thỉnh đi trai tăng. Thí dụ như chùa đông thì thỉnh ở nơi đây bốn vị, rồi kỳ sau là thỉnh, nếu có Phật tử thỉnh trai tăng nữa đó, thì cử bốn vị khác đi, rồi cử bốn vị nọ đi, rồi có khi thì bốc thăm, theo hình thức bốc thăm, có nghĩa là vị nào bắt trúng thăm thì vị đó phải đi, vị đó phải đi, còn vị nào không bắt trúng thăm thì không có. Vì ở đây đó là căn cứ vào pháp, đặc biệt là những vị lớn, những vị cao hạ, những vị có cái khả năng Phật pháp, cái khả năng, ý chúng tôi muốn nói ở đây là khả năng pháp học và khả năng pháp hành. Bây giờ đó là nếu mà những cái vị nhỏ đi không á, thì không có đủ để mà gánh giác, hay là không có để đủ sức để mà làm cho cái buổi lễ nó trở nên quan trọng, hay là trở nên một cái để cho có sự hoan hỷ của những người đàn tính, của những người đàn tính. Do vậy á, thì
vị trụ trì phải sắp xếp những điều đó, phải sắp xếp những điều đó. Về đều sắp xếp những điều đó là để theo pháp, tức là căn cứ theo một cách gì đó hết sức là ngẫu nhiên, tức là bốc thăm, rồi là hoặc là căn cứ vào một cái buổi lễ đó để phân bố chư tăng đi đến đây mấy vị, đi đến kia mấy vị. Thí dụ như vậy là vị trụ trì phải có cái trách nhiệm phân bố những việc đó, những việc đó, và căn cứ vào ở trong những cái vị trưởng lão, vị lớn hạ dành ưu tiên cho những vị đó, nhưng mà rồi cũng phải phân bố cho đều. Ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng cái cách mà làm cho đúng pháp, đúng pháp là như vậy. Nhưng mà rồi đó, nếu mà mình có cái cách thâm thiên, thiên vị á, mà trong kinh gọi đó là thiên vị gì thương, thiên vị gì ghét, thiên vị gì sợ, thiên vị gì kém hiểu biết đó, thì hoặc là thiên vị sự si mê đó, thì cái thiên vị đó, nó cái pháp thiên vị đó, nó làm cho bất ổn ở trong một cái hoàn cảnh sống. Cái thứ hai nữa, nó là cái nhân để làm cho bản thân của mình á, phải sa đọa cảnh khổ, khổ cảnh, bởi vì mình thương, mình ghét, mình sợ, mình kém hiểu biết, mình không hiểu biết cái gì hết. Như vậy thì cái đó là cái nhân để mà mình bị, khi mà mình có khởi cái tâm thiên vị đó lên, thì mình bị nó bất ổn cho cái đời sống, hoàn cảnh ở hiện tại, trong một cái hội chúng nào đó, trong một cái nhóm nào đó, trong một cái đoàn thể nào đó, rồi á, là trong tương lai là sanh ở chỗ khổ cảnh. Rồi bây giờ đó, khi mà mình thương á, có nghĩa là vì lòng tham, thấy không? Mình vì lòng tham thì mình khởi lên mình nói năng, mình nói năng mà bằng cái lòng tham nó chi phối cũng không tốt. Mình thương ai hay thương cái gì, thích cái gì thì cũng bằng lòng tham, thí dụ vậy. Mà mình không có minh định, không có thấy rõ, không có suy cho tình, thấu tình đạt lý đó, thì cái điều đó đó nó cũng trở thành một cái bất ổn trong hiện tại. Rồi đó là không an vui trong hiện tại, thì chư tăng ở chung với nhau mà không có như vậy thì cũng là không ổn. Và nếu mà có sự hành xử đó cũng không là tốt, cái quả trong tương lai cũng không tốt. Cho nên á, là nếu mà mình nói với nhau á, thì cũng bằng giới, giống như trong kinh nói là nói phải là dựa trên cái sự chân thật, cái ngôn ngữ của lời nói phải dựa trên cái sự thật, chứ không có sự thật ở đây đó, đó là cái hoàn cảnh, cái đó là sự thật, đó là như vậy, sự thật nó là như vậy, thì chúng ta phải 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 sắp đặt và phải biết hiểu là như vậy, hiểu là như vậy. Bây giờ rồi nói năng cũng phải là dựa trên cái sự thật đó, dựa trên sự thật, giống như là chúng ta căn cứ vào luật, chúng ta căn cứ vào kinh, thì đó là sự thật đó, đó là sự thật. Rồi trong công việc đời thường cũng vậy, trong việc đời thường nó có những chuyện này chuyện kia, có những việc ở trong tầm mắt của mình, ở trong cái tầm nghe của mình, và ở trong cái sự suy xét, suy phán đoán của mình. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta phải xuất phát bằng cái tâm trong sáng. Khi chúng ta nói đó, thì phải nói bằng với cái tâm từ, phải dựa trên cái sự thật. Mình đối với ai cũng vậy. Giống như là Đức Phật ngày dạy rằng mình tu tập á, thì khi mà mình nói với người ta thì phải dựa trong các cái mối quan hệ chư tăng với nhau á, là cái điều là tôn trọng cái sự thật, hay là tôn trọng pháp đó, pháp và luật đó, tôn trọng sự thật đó. Rồi trong đời thường thì cũng là tôn trọng sự thật đó. Rồi đối với những người Phật tử thì cũng phải tôn trọng những cái sự thật đó, sự thật đó. Rồi đối với những cái người chung quanh của mình thì mình phải tôn trọng sự thật. Và khi khởi lời nói lên á, thì đều là phát xuất bằng với cái tâm từ của mình. Chứ mình nói với người ta với cái tâm sân hận thì không sớm thì muộn. Cái lời nói nó có hoa mỹ như thế nào, cái lời nói nó có khéo léo như thế nào, cái lời nói nó có cái chiều sâu thâm hiểm như thế nào đó, thì nếu mà mình phát xuất bằng cái tâm sân để mà mình nói thì trước sau nó cũng phải vạch trần cái sự thật của cái tâm sân đó ra thôi. Bởi vì cái ngôn ngữ lời nói mà. Cho nên ở đây đó, khi mà mình họ ngồi họp với nhau là dựa trên cái sự thật đó để mà mình bàn. Chứ không phải là vì tiền, vì quyền, vì danh vọng, vì địa vị, vì tâm tham, hay vì tâm sân, hay là sự si mê,
mà đều phán đoán ở trên cái sự thật đó, dựa trên cái sự thật đó. Và khi lời nói hay là hành động cử chỉ trong cái đời sống tu hành đó, thì rõ ràng là Đức Phật dạy cho chúng ta đó, là mỗi cái cử chỉ đều phát xuất từ ở cái tâm từ của mình, tức là cái tâm vô sân. Chứ còn bây giờ một người mà có cái tâm sân hận, họ nói cái gì đó, người ta nói một cái câu là ở bên Bắc truyền họ có nói cái câu là giống như là một cái tâm mà không có chánh rồi đó, thì dù là họ gặp với cái chánh pháp, họ gặp với cái chánh pháp thì cũng trở thành tà pháp. Còn cái tâm mà chánh rồi đó thì cái người mà họ có gặp lỡ gặp cái tà pháp đó thì họ cũng chuyển hóa trở thành những cái việc chánh được, cái tâm chánh được. Ý chúng tôi muốn nói là như vậy. Thì ở đây đó, cái tâm của mình nó rất là quan trọng. Mình có tu tập về tâm từ đó, mình có tu tập về tâm từ đó, thì khi mình ứng xử, mình nói năng, mình suy nghĩ hoặc là mình làm cái gì đó thì cũng đều đem đến cái sự mát mẻ, hài hòa, lợi lạc cho người khác hết á. Còn nếu như mà mình có cái tâm sân hận, mình nói thì hay, hoặc là lòng tham của mình nói thì rõ ràng nó gây tổn hại cho những người khác lắm, rồi tổn hại cho mình á, bởi vì cái hậu quả, cái hệ quả mà do hành động của lời nói, hay do hành động, do lời nói, hoặc là do việc làm của mình, hoặc là do cái suy nghĩ của mình, thế là hướng cho cái tâm của mình, do cái tâm tà vại như vậy, cho nên khiến ra những cái hành vi tà vại, như là ở chúng ta thấy rằng ở trong câu pháp cú đầu tiên mà Phật dạy, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kẹo, Còn nếu với ý thanh tịnh nói lên hai hành động, an lạc kéo bước theo sau như bóng không rời hình. Chúng ta thấy ở trong câu pháp cú số 1 và số 2, ở đây đó là nếu nói với cái tâm thanh tịnh thì nó khác. Cái tâm mà gọi là vô tham, vô sân, vô si đó, chúng ta là những người phàm phu đó, thì không phải là chúng ta hoàn toàn vô tham, chúng ta không phải là hoàn toàn vô sân, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn vô si. Nhưng mà trong khoảng khắc mà chúng ta nói, ít ra nó không bị chi phối bởi tâm tham, ít ra nó không bị chi phối bởi tâm sân, ít ra nó không, mọi sự việc chúng ta đều có xét đoán kỹ lưỡng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chúng ta nói hay trước khi chúng ta hành động, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó nó cũng đều mang đến cái lợi lạc. Ngay cả cái việc mà chúng ta biết ứng dụng cái lời dạy của Phật khi chúng ta sống trong cái cuộc sống tu học này, tu tập này là như vậy. Ở đây đó chúng ta thấy rằng cái người nói pháp á, là phải là người hiền nhân. Mà cái người hiền nhân ở đây đó thì quý vị thấy rằng trước tiên là nói đến các cái bậc thánh giả rồi, như Đức Phật thì ngài nói những cái lời nói đó, hay hoặc là chư vị thánh đệ tử của Đức Phật, thì không có một cái tâm tà vại nào phát xuất từ ở cái tâm tham hay tâm sân tâm si gì hết. Tà kiến hoài nghi tịch đối với ở đây không có, đối với ngài thì không có, chư vị thánh hoàn toàn người ta không có, Đức Phật hoặc là chư vị thánh A La Hán các ngài không có một chút nhiễm ô về của phiền não. Thì ở đây đó, khi mà ngài nói những điều gì đó đều mang đến cái sự lợi lạc. Chúng ta thấy ngôn ngữ, cái điều kiện của ngôn ngữ, ngôn ngữ đều nói đến sự lợi lạc. Phật xuất hiện ở trong một cái hội chúng này, cái hội chúng mà ông gọi là ông Bà La Môn khô mát bút xá này, để chi? Để ngài khai thị, để ngài giáo hóa cho ông Bà La Môn này, giáo hóa cho những người ở đây. Mà rõ ràng ông ta đã nói rằng là Đức Phật đã nói lên những cái lời diệu pháp, đã hiển bày những gì được dựng đứng lên, đã ngã xuống từ lâu, giờ được dựng đứng lên, được phơi bày những cái chỗ bị che kín và chỉ đường cho những cái người lạc lối. Ông ta nói như vậy mà. Hồi trước giờ ông ta cứ nghĩ là phải là như vậy theo cái gì mà ông ta suy nghĩ. Nhưng mà rồi đó, thì những người này đó là những người đâu phải là Phật, đâu phải là thánh nhân, mà cũng đâu phải là những cái bậc hoàn toàn giải thoát thanh tịnh đâu. Cho nên là họ nói nhìn ở góc độ này
qua góc độ kia để nhận xét thì nó chưa phải hoàn toàn đúng. Mà Đức Phật Ngài nói hiền nhân ở đây tức là chỉ cho những bậc thánh, những bậc thánh hoàn toàn giải thoát, hay là chỉ cho Đức Phật. Bởi vì chỉ những người có tâm trong sáng thì mới nói lên những cái lời trong sáng. Chỉ có những cái người có tâm trong sáng thì có cái hành động hoàn toàn trong sáng. À, rồi chỉ có những người có tâm trong sáng thì có cái suy nghĩ nó trong sáng. Ý chúng tôi muốn nói là như vậy. Còn những người mà dù chúng ta đứng ở một cái góc độ này, hoặc là học thuật thiết kia, hoặc là họ có năng khiếu về ngôn ngữ, cái lời nói, ngôn từ, họ nói rất nghe rất là hay, rất là êm, rất là dịu, rất là nghe nói là suôn lọt từ trên tới dưới, từ trước đến sau. Nhưng mà rồi đó, thì họ, nếu một người đó họ chứa đựng những cái tâm á, cái tâm bất thiện đó, thì có một lúc nào đó nó cũng sẽ lòi ra, nó sẽ phô bày ra những cái lẽ thật của nó. Bởi vì bản thân á, cái gốc rễ của những cái người này là những cái người mà phát xuất từ tâm sân tâm si đó, thì cái người đó gọi là phi hiền nhân, phi hiền nhân. Còn cái người hiền nhân mà được gọi ở trong kinh đây là chỉ cho bậc thánh, chỉ cho bậc thánh. Thì bây giờ khi chúng ta nói đến một điều nữa, đó là đối với bậc thánh ngày nay có hay không còn hay không còn, có hay không có, chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ những điều đó, không cần phải xét đó. Nhưng mà đối với một người phàm phu của chúng ta hiện nay, những cái người tu giống như bây giờ nè, nói là những bậc tu cũng vậy, thì mình học theo lời Phật, học theo những lời mà Phật đã dạy, chư vị thánh đã dạy như vậy đó, có nghĩa là mình cái lời nói hay là cái hành động của mình á, cái người mà đang dẹp trừ cái tâm sân của mình bằng cái sự giữ giới, bằng cái sự kham nhẫn, bằng với cái đời sống thiền tập, bằng với cái đời sống tu tập của mình á, thì ít ra thì cái người đó là những người được gọi là hiền nhân, hiền nhân. Bởi vì sao? Những người này đang tu tập và là một cái hình ảnh, giống như chúng ta nói là hình ảnh của chư tăng, hình ảnh của chư tăng. Những người đang tu tập, dù là tu nhiều, tu ít, tu cao hay tu thấp gì đi nữa, thì đó là những người tu, những người tu đang sửa mình, đang tập cho mình giảm bớt tham tham sân si, bỏ bớt tham sân si, thì những người đó được xem là những người hiền nhân. Mà khi mà mình nói pháp giống như Phật á, cái ngôn ngữ mà chư vị tổ tiền bối của chúng ta có dạy là giống như ngôn ngữ của một cái của một vị pháp sư hay một vị giảng sư đó, là khi mà mình nói pháp là dựa trên pháp mình nói, chứ không phải là tự thán quỷ tha, không phải là tự khen mình rồi mình chê người khác. Cái đó cũng không phải thái độ, không phải là cái thái độ hay là cái phong cách của một vị giảng sư, không phải. Và cũng không chú trọng tới cái lợi lộc, không chú trọng tới lợi lộc, mà mình phải thương hội chúng, thương hội chúng, dù là hội chúng nhiều hay là ít, hội chúng xa hay là gần, chúng ta đều có một cái sự quan tâm, nhiều cái sự thương tưởng phát xuất từ ở cái tâm từ của mình. Mình muốn người ta hiểu được Phật pháp, muốn người ta hành được Phật pháp, để Phật pháp này lan rộng, rang rộng, lợi lạc hết cho quần sinh, thì đó là cái điều mà mình muốn. Mà vị pháp sư là phải làm như vậy, vị giảng sư là phải làm như vậy, không chú tới lợi lộc, và cũng không phải là tự thán quỷ thán, mà cũng không phải là vì cái lý do này lý do nọ, mà mình phải mà gọi là quý trọng hay là mến quý hội chúng, mến quý hội chúng, và chú trọng đến cái ngôn ngữ, cái lời nói. Mà chúng ta biết là ngôn ngữ mẹ đẻ, tức là mình nói tiếng Việt á, giống như ngôn ngữ tiếng Việt á, nó phải cho rõ, nó phải cho có trước có sau, có chủ vị, thí dụ như vậy. Thì cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ phải rõ, chứ còn mình nói mà nó không rõ ràng thì người ta nghe người ta cũng không hiểu gì. Rồi trong một hội chúng vậy đó, thì mình nói phải dựa trên pháp, dựa trên pháp, chứ không phải là nói dựa trên cái gì, không phải do cái ý riêng tư của mình hoàn toàn, mà dựa trên pháp được diễn dịch,
bằng ngôn ngữ của mình lời nói của mình diễn dịch cái lời phát ra để cho mọi người nghe hiểu và chú trọng bằng cái tâm từ lợi lạc đến cho những cái người chung quanh trong hội chúng. Đó là ngôn ngữ của một vị pháp sư. Ở đây chúng tôi muốn nói là một điều, đó là khi mà mình nói bằng một cách khách quan ấy, trong một cái sự thảo luận nói chuyện nào cũng vậy, giữa người với người nói chuyện với nhau mà mình nói bằng một cái tâm trong sáng, khi mà mình có cái tâm từ đối với người đó thì mình nói cái âm điệu, cái ngôn ngữ, cái ngôn ngữ âm điệu hay hoặc là cái phong cách của mình nói nó cũng thể hiện lên. Còn khi mà mình nói bằng với cái tâm sân hận ấy, thì cái giọng điệu của mình, cái ngôn ngữ của mình nói những cái lời ác cảm hay là cái giọng điệu của mình nó nghe rất là gay gắt, thì chúng ta biết rằng cái ngôn ngữ đó nó phải xuất phát từ ở ở cái tâm từ, xuất phát từ ở tâm từ. Thì ở đây đó, khi mà mình đều chú trọng đến cái sự lợi lạc cho người khác, khi mà mình nói cái gì đó cũng mang đến cái sự lợi lạc cho người khác. Lợi lạc ở đây chúng tôi muốn nói tức là mình phải dựa trên pháp để mà mình được cái sự lợi lạc. Thí dụ như người nói Phật pháp mà dựa trên Phật pháp, dựa trên giáo pháp đó, thì họ cũng được cái sự lợi lạc. Bởi vì một mình nói một cái lời nói gì đó mà mình để ý coi, khi mà mình phát xuất bằng cái tâm sân mình nói, một lát sau mình ngồi mình ngẫm lại, tại giá như mình đừng nói những lời nói đó cho người, để rồi đừng có phải day dứt ở nội nội lòng nội tâm của mình, đừng có phải 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 đắn đo, rồi có khi là nói rằng lời nói ra rồi bây giờ hốt là không được. Tại vì sao? Mình xuất phát bằng với cái tâm sân hận hay là cái tâm tham. Còn đối với các cái bậc thánh hay là Đức Phật rồi đó, thì chúng ta nói một điều, đó là các ngài đã hoàn toàn dứt sạch rồi cái lời nói của ngôn ngữ của ngài. Cho nên chúng ta thấy một điều, đó là chúng tôi thấy một điều, đó là ở trong kinh điển Pali đó, thì số gọi là số lượng ở trong Tam Tạng kinh điển đó, thì chúng tôi được biết đó là có 45 cuốn ở trong kinh điển Pali đó, thì 45 cuốn. Thì đó được là những bài kinh chúng ta đọc lại kỹ đó, là bài kinh do Đức Phật thuyết ở đâu, rồi có bài kinh là chư vị thánh đệ tử của Phật thuyết ở đâu, rồi đối tượng mà Đức Phật ngài nói, ngài giảng cái bài pháp đó ở đâu, bài kinh đó ở đâu, đều có rõ ràng cái điều đó. Trong khi ở Hán Tạng đó, chúng tôi nghe nói đó là tới một trăm mấy chục cuốn, một trăm mấy chục cuốn ở Hán Tạng, thì có lẽ là lời của chư vị tổ nha. Chư vị tổ của các cái đời truyền thừa đó, cũng được ghi chép và đưa vào trong đó, đưa vào ở trong được gọi là Tam Tạng. Chúng ta biết là như vậy. Thì khi mà đưa vào Tam Tạng như vậy đó, thì cái lời nói mà chúng ta thấy ngay cả những cái bản kinh đó, cái bản kinh mà chúng ta nói là không phải là truy tận gốc, uốn tận nguồn đó, thì chúng ta thấy một điều, đó là nó có những cái điểm mà chúng ta thấy có những cái điểm kẹt, có những cái điểm kẹt, nó dường như là sự mâu thuẫn giữa chánh pháp và phi chánh pháp, nó giữa cái điều mà thành tựu chứng đắc của các bậc thánh và những cái quan niệm tâm niệm của những cái người phàm phu tục tử, nó hoàn toàn nó bị mâu thuẫn với nhau. Và chính vì vậy cho nên là nó có những cái kẽ hở. Bây giờ mình nói một điều đó, đối với Phật pháp chúng tôi nghĩ là như thế này: lời nào mà lời của Đức Phật, lời nào là lời của chư vị thánh, thì chúng ta xem như đó là lời kinh. Còn những cái lời nói của chư vị tổ cũng có thể là dựa trên kinh á, cũng có thể là dựa một phần nào đó trên kinh á, nhưng mà cái lời nói của cái chư vị tổ đó thì cái lời nói đó nó cũng chưa phải hoàn toàn trong sáng nha, nó chưa phải hoàn toàn trong sáng. Nó có thể nói như là một cái lời nói dựa trên kinh, hay cái lời nói được gọi là như những người hiền, những người hiền thôi. Chứ còn giống như chúng tôi đọc một cái câu là 10 điều tâm niệm như này thế này, lời Phật dạy này kia, thì sự thật ra là mình rút kết cái này, rút kết cái kia, chứ nó không trong trong chánh văn vậy đó. 10 điều tâm niệm, nghĩ đến thân thể thì đừng nghĩ không bệnh hoạn rồi đó, người nghèo bố thí khó rồi này kia, thì cái nó dựa vào ý, chứ cũng chưa phải là những cái lời đó được gọi là lời Phật dạy. Giống như những cái bản kinh mà chúng ta thấy rằng ngày nay nó có những cái điều mà
có những điều rất là rối. Bây giờ chúng tôi trở lại một điều, đó là khi một người mà tu tập đó, thì chúng ta phải tự tập cho mình với cái tâm, và chúng ta suy nghĩ cái gì, hiểu Phật Pháp thì chúng ta nên hiểu Phật Pháp cho đúng cái cội nguồn, cội rễ, gốc rễ, mình gọi là uống nước tận nguồn. Cái thứ hai nữa đó là trong cái đời sống hàng ngày của mình hiểu Phật Pháp, mình hành Phật Pháp, thì mình nên giảm bỏ bớt cái tâm tham, tâm sân, tâm si, để mà mình nói năng, mình cư xử, mình làm việc, tất cả những điều đó nó mới là tốt, và mới là tốt. Rồi mình có cái tâm từ của mình, để rồi chan hòa hết với mọi người, lợi lạc cho mình và lợi lạc cho những người chung quanh. Thì chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật Ngài nói trong cái kệ ngôn này đó, là Đức Phật Ngài nói rằng là người hiền nhân là nói Pháp, thì nói là đây là chính là Bậc Thánh. Bởi vì Bậc Thánh nói cái ngôn ngữ gì đó phải dựa trên sự thật. Mà Bậc Thánh á, thì nếu chúng ta nói là Bậc Thánh A-La-Hán á, thì các ngài đã hoàn toàn dứt được cái lâm tham sân si rồi. Cho nên là các ngài ngôn ngữ, lời nói, hành vi, cử chỉ của ngài nói ra đó, thì nó không có chứa những cái thứ đó, không có chứa những thứ đó. Còn trái lại với một cái người phàm phu á, thì ngôn ngữ của mình nói, nếu mà mình căn cứ vào cái này cái kia đó, sợ e rằng những điều đó nó trở thành phiến diện, trong khi mình không căn cứ vào Pháp, không căn cứ vào Pháp. Mà ở đây đó là mình tập cho mình có được cái đời sống tu tập, tức là mình học Phật Pháp thì hiểu cho nó tận nguồn, thì nó tốt cho mình, lợi lạc cho mình. Cái thứ hai là mình tập đối với các cái bậc hiền thánh nhân ấy, các bậc thánh nhân ấy, thì mình phải giảm bớt cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tà kiến, phiến diện. Mình nhìn ở góc độ này, quan niệm kia, chúng ta tránh, mà chúng ta căn cứ vào Pháp, dựa trên nhân quả, nghiệp báo, dựa lên cái sự thanh tịnh, dựa lên cái ân đức của Tam Bảo, để rồi chúng ta thấy được cái sự lợi lạc cho chúng ta rất là nhiều. Chúng tôi xin được có cái ý ở trong cái nội dung của cái bài giảng này. Chúng tôi nghĩ rằng có nhiều cái lý pháp mà tí nữa chư vị tôn túc sẽ chia sẻ, thảo luận thêm để chúng ta được lợi lạc. Bây giờ thì chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính chúc quý ngài thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Chúng tôi xin được phép xuống nít. Sa thú kinh truyền từ tập pháp tình với pháp thoại vừa rồi. Kính bạch hòa thượng Từ Siêu, hòa thượng có còn nghe được không? Nếu mà thượng Từ Siêu đang ở trước máy, xin hòa thượng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi hòa thượng Từ Siêu, hòa thượng nghe được không? Thì tổ pháp đăng đây, thì tổ pháp đăng có nghe được không? Nếu tổ pháp đăng nghe được xin thỉnh, thì tổ pháp đăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Dạ, có. Dạ. Thì tổ pháp đăng, chúng ta đọc ở trong kinh thì thấy một điểm như vậy là đôi khi Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp đó, không phải ngài chỉ nói về ý nghĩa của Pháp, mà ngài tìm một cái nhân duyên thích hợp. Ví dụ như là ở trong trường hợp này thì theo sớ giải đó, hôm đó trời không có mưa, nhưng mà Đức Phật với tăng lực thần thông ngài làm cho mưa lất phất. Và thường là trời có mưa lất phất thì người ta tìm chỗ trú, và Đức Phật ngài đi thẳng vào trong cái hội trường của vị Bà La Môn ở Cô Ma Đức Phát như là một cách để trú mưa. Và khi ngài đi đến thì cái vị Bà La Môn này đang họp, và thấy Đức Phật vào thì các vị giống như là bực bội, là thấy rằng mình đang họp mà có một người vào làm xáo trộn. Thì các vị nói rằng cái vị, những vị sa môn đầu trọc này, có lẽ Đức Phật đi với chúng ta mình ra mới có câu là những vị sa môn đầu trọc này không có biết pháp tắc. Dạ, không biết pháp tắc, và nhân đó Đức Phật mới dạy câu này. Thì chúng ta thấy rõ ràng là toàn bộ câu chuyện theo sớ giải đó
thì Đức Thế Tôn đến đó có dụng ý. Mà quả thật là chúng ta chưa bao giờ thấy Đức Thế Tôn Ngài làm việc gì mà chỉ vì sự vô thức, vì sự vô ý mà Ngài tạo ra những cái chuyện mà gọi làm lỗi. Đức bằng chánh năng giác không làm như vậy, mà Ngài làm việc gì đó nó có lý do, có nhân, có duyên. Ví dụ Ngài ngồi vào nhà của Alabaka mà Ngài ngồi trong đó chẳng hạn, thì muốn hỏi thì thống rằng là tại sao, tại sao mình thuyết pháp á là mình lại cần đến một cái duyên sự, cần đến một cái cơ duyên mà thích hợp. Ngày hôm nay chúng ta nói pháp cái leo lên pháp tọa nói, hay là cầm biết lên nói thôi, chứ chúng ta cũng có nghĩ rằng cái cơ duyên là thích hợp. Nhưng mà tại sao Đức Phật Ngài đặc biệt Ngài dùng cái cơ duyên thích hợp, thì kính thỉnh thì tổ hợp Đăng Quang Hiển chia sẻ với đại chúng về suy tư về điểm này. Về cái điểm, cái câu hỏi của Ngài Hòa Thượng và cái câu chuyện đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác. Và Ngài đó buổi sáng thì Ngài bùa cái lưới đại bi, Ngài tìm chúng sanh có duyên, cái Phật sự á. Thường thường mình hay gọi là Chư Tăng bây giờ nó là con đi Phật sự. Nhưng mà thật sự cái Phật sự của Đức Phật đó thì lại khác cái gì. Trong đó Đức Phật có thuyết pháp, còn Ngài đi cái thực. Ngài đi tới nhà người đó. Buổi sáng ra thì Ngài ngồi thiền, Ngài bố cái lý đại bi để Ngài tìm chúng sanh có duyên độ. Cái đó là những cái việc mà Đức Phật phải làm đó, cái Phật sự của Đức Phật. Và khi Ngài thấy cái duyên rồi đó, thì bằng cách này cách kia Ngài cũng tới cái chỗ đó. Thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật Ngài dùng cái thần thông để độ, để cho có trận mưa, để có điều kiện để vào. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái câu chuyện Đức Phật Ngài chú nguyện người nào có lòng tin đó, thì mưa không ướt, người nào không có lòng tin thì mưa ướt, ví dụ như vậy. Thì chuyện đó nó cũng vẫn có. Khi mà mưa thì như vậy cho thấy cái quay lực của một Đức Phật. Cái nghĩa là chúng ta hiểu rằng Đức Phật đó, Ngài có những cái quy lực của Phật chánh đẳng chánh giác. Và Ngài, nếu mình đọc, mình cứ học từ từ tới, mình nghe mỗi ngày một câu chuyện về Đức Phật đó, thì cũng làm cho mình có lợi ích và mình hiểu được nhiều cách. Nhiều cách là khi mà Đức Phật Ngài quán thấy cái duyên rồi đó, thì Ngài tới đó để Ngài độ. Và khi mà người đó họ nói một cái câu nào đó đó, thì Đức Phật Ngài nói lại và họ hiểu được. Họ hiểu được cái đạo đức tối thượng từ nơi cái bậc đại giác. Chúng ta hiểu như vậy. Bởi bình thường á, cho đến bây giờ mình có cái tâm như thế này quý vị, mình tu á, là mong, rất là mong gặp được Phật. Và cái sự mong mỏi của mình khao khát hoài như vậy. Nếu mình tu mình hiểu đúng á, mình hiểu đúng, mình nói mình tu mình hiểu đúng là vì cái căn cơ trình độ của mình á, mà gặp Đức Phật á, thì Đức Phật này sẽ hiểu được. Vì Ngài có những cái Phật lực á, cái trí mà chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác mới có thôi đó. Một là cái nhất thiết chủng trí, hai là cái đại bi định trí, ba là cái vô chướng ngại trí, rồi quyền liệt tán trí, y cứ tùy miên trí, song thông trí. Thì sáu cái loại trí này chỉ có hơi bị chánh đẳng giác có thôi, chứ còn những vị tinh văn như là Ngài Sáu Lợi Phất cũng không có sáu cái loại trí này. Như vậy thì cái trí mà Đức Phật Ngài biết cái quyền liệt hay là cái y cứ tùy miên phiền não trí đó, thì Ngài biết cái phiền não của chúng sanh đó là phiền não nào. Thì chúng sanh đó có cái trí tuệ, có cái ngũ quyền nó mạnh yếu như thế nào thì Đức Phật Ngài biết được. Và Ngài nói một câu đó gần như là giống như trúng tim đen vậy đó. Trúng tim đen như là Ngài có khả năng là khai thị chúng sanh đó. Mình hiểu là Ngài nói một câu là trúng bơ vô cái căn cơ trình độ, cái phiền não của chúng sanh chấp thủ và dính mắc thế nào đó, thì Đức Phật Ngài nói một câu thì là họ tỉnh ngộ liền. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chỉ có nơi vị chánh đẳng giác mới có cái đặc biệt thù diệu như vậy. Như vậy thì Đức Phật ấy, nên thường thường chúng tôi đọc về, chúng tôi hay suy nghĩ đến những cái Phật lực, những cái Phật sự đó quý vị. Mà chúng tôi có suy nghĩ và chúng tôi cũng nghĩ rằng khi mà Đức Phật Ngài độ một người nào đó không phải là tự nhiên. Và Ngài phải quán cái chúng sanh đó, nghĩa là Ngài bủa cái lưới đại bi để Ngài tìm chúng sanh có duyên để Ngài độ. Trong đó có những việc mà nó vượt, nó ở ngoài cái vấn đề này cũng có nữa, vì nó cũng có một vài câu chuyện mà chúng ta hay nghe đó, chúng ta để ý đó. Có nghĩa là Nhân Ba Hy Giá ổng cầu Phật đến ba lần,
Ông cầu Phật, Đức Phật này thuyết cho ông nghe đó. Đức Phật nhận đi quán thấy cái tuổi thọ của ông là gần hết rồi, ổng sẽ bị con vợ xoa nó hút chết, nên Đức Phật này thuyết dẫn tắt là ổng nghe, ổng đắc đạo quả và ổng trở thành một cái vị tốc trí ở trong cái hạng người tối thắng đó. Thì Ba Y Giá là người tốc trí, nghe ít thôi, nghe cái là đưa tâm quán xét đắc liền. Ông Ba Y Giá như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, khi mà mình làm phước, mình nguyện lực á, mình nguyện lực rồi mình được chư Phật thọ ký. Tại vì thường thường chúng ta biết rằng không phải Đức Phật ngày ra đời rồi Đức Phật ngày độ hết được tất cả mọi chúng sanh đó. Và có những chúng sanh đó thì nghe Đức Phật ngày thuyết những hạnh ngày xá lợi phất, rồi cái vị này mới làm phước cúng dường rồi tạo những cái thiện nghiệp công đức phát nguyện thành một người có trí tuệ trong Đức Phật tương lai. Rồi Đức Phật lại nói về cái sự tối thắng của ngày Mục Liên thì cũng có vị đó phát nguyện trở thành lục thông, hay là ngày Ca Sa Bá, hay ngày núi Đức Thái, ngày Quê Quốc Tá, hay là ngày Sô Phí Tá, rồi những cái vị đó đó. Thì khi mà một người mà họ họ nghe những cái việc của Đức Phật thuyết pháp vậy đó, họ nguyện và cái lời nguyện đó đó được chư Phật thọ ký, chư Phật thọ ký sẽ thành tựu trong một vị Phật tổ tương lai. Và khi một vị Phật tổ tương lai đó thì ngài phải làm sao để khai thị tất cả những người đó. Nên chúng tôi mới nói quý vị là buổi sáng là Đức Phật ngài còn ngồi thiền, ngài bủa cái lưới đại bi đó, ngài bủa cái lưới đại bi và ngài tìm chúng sanh. Những chúng sanh này trong vô lượng kiếp đó đã từng tạo những cái công đức và từng nguyện và từng được thọ ký, và Đức Phật ngài độ cho những người đó. Ngài độ cho những người đó. Và khi mà chúng ta hiểu rằng bây giờ chúng ta vào chùa lại Phật, nhưng mà khi mà Đức Phật ngài có đó, đa số Đức Phật đi tìm chúng sanh để ngài độ. Chúng ta thấy như Đức Phật thì chuyển pháp luân, ngài đi từ chỗ ngài giác ngộ đó thì tới vườn Nai để ngài chuyển pháp luân. Hay là ngày đi tới để độ 5 anh em Gia Sa, 55 người bạn Gia Xá, hoặc ngày độ 3 anh em Uruela Kasaba đó. Thì ngày đi tới ngày độ quý vị. Nên chúng tôi nói bây giờ mình đi vô chùa mình lại Phật, mình thỉnh Phật thì mình thờ. Nhưng mà thật sự khi Đức Phật ngày có thì ngày lại đi tìm mình ngày độ. Mình không biết đi tìm Đức Phật, nhưng mà Đức Phật đi tìm mình. Rồi chúng ta cũng có nghe những câu chuyện là những người đó. Thí dụ chúng ta nghe Gia Xá bỏ nhà đi, nói về bẩn, cũng như là những người phụ nữ mà vũ nữ đó, mà những người ca kỹ đó hát rồi phấn son lè lẹt rồi chải lem lúa trên người. Ngày Gia Xá ngày thấy giống như những cái tử thi do quá khứ ngày đã từng thiêu cái tử thi đó, thì ngày thấy như vậy và ngày nói lên như vậy. Thì Đức Phật ngày đi tới ngày cũng chờ cái vị đó nói lên, và ngày nói ở đây là chỗ trong sạch thanh lương thế nào. Thì ngày Gia Xá ngày tới rồi gặp Đức Phật, thì Đức Phật ngày thuyết pháp, ngày Gia Xá bắt đầu quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hay là ông Cấp Cô Độc đi tìm Đức Phật, thì Đức Phật ngày cũng bỏ trú xứ ngày tới về rừng để ngày chờ ông Cấp Cô Độc. Chúng ta thấy rằng nên chúng tôi nhớ cái câu sư trưởng hay nói là lễ tiếp quân tử, lễ tiếp quân tử mà giới phòng tiểu nhân. Cái lễ đó để tiếp những người mà đại phước, nhưng mà cái giới Đức Phật ban hành để phòng những người tiểu nhân, có nghĩa là họ phá hoại cái chánh pháp. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật đó, ngày thuyết pháp đó, ngày đã quán xét rồi, ngày tế độ một người nào đó thì ngày cũng đã quán xét. Nó cũng có những trường hợp mà người đó tới tìm Đức Phật, mà khi Đức Phật hỏi Đức Phật ba lần thì Đức Phật thì suy xét không ai mà hỏi Như Lai ba lần. Và Như Lai mà hỏi ai ba lần thì người đó cũng phải trả lời, nếu mà không thì không có bình thường. Và chúng thấy đó là cái thông lệ của chư Phật. Như vậy thì Đức Phật ngày độ cho cái vị Bà La Môn hay nhóm Bà La Môn này đó, thì chúng ta thấy là ngày tới độ. Hay là chúng ta thấy như là Phạm Thiên Bát Khá thì Đức Phật ngày lên cõi Phạm Thiên ngày độ cho nhóm Phạm Thiên đó. Thì rất là nhiều những chuyện mà Đức Phật ngày đi tới đó ngày độ cái gì. Còn bây giờ đó thì chúng ta thì đi tìm Đức Phật, với điều thứ hai là những cái thiện phước thiện duyên của chúng ta tu tập đó, thì chúng ta đều nguyện để trở thành cái sự giác ngộ và để gặp được Đức Phật. Nên chính cái thiện duyên đó nó làm cho mình khi gặp bậc đại giác mình sẽ nhu nhuyễn, mình sẽ mềm mỏng,
Tuy rằng những cái câu nói hay là những cái người họ đến đó, chúng ta thấy cũng cũng khác nhau hết. Alawaka thì rất là hung dữ, nói Đức Phật đi ra đi vô, đi ra đi vô đến 3 lần, rồi đòi xé xác Đức Phật quăng lên kia sông Hàn. Nhưng mà Đức Phật ngài chỉ nói rằng Như Lai không thấy trong cuộc đời, trong thế giới này ma vương ai mà có thể xé Như Lai ra làm hai được, hay là làm tâm Như Lai phân tán được, chuyện không có. Tuy rằng hung tàn bạo ngược như là Alawaka, thì bây giờ chúng ta lại thấy trong chùa vẽ hộ pháp đó là đẹp, nhưng mà thật sự chúng ta thấy những sứ giáo đó vẽ cái vị dạ xoa hộ pháp Alawaka rất là hung dữ, nanh gút này kia nọ, mặt mày dữ tợn. Tuy rằng dữ tợn như vậy, nhưng mà khi mà nghe Đức Phật này thuyết giảng rồi thì Alawaka cũng đắc đạo quả và trở thành người hộ trì Phật pháp. Mà Đức Phật thì đi tới đâu thì Alawaka đi trước thông báo hãy nghe pháp đi, rồi quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, không xa đọa xứ, bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Thì chúng ta thấy là một cái người mà họ cứng cỏi như vậy đó, nhưng mà khi độ họ đó thì họ lại là người phục tùng, họ phục tùng, họ có nghĩa là trung thành tận tụy. Nó cũng có những cái điểm mà chúng ta thấy như là Alawaka vậy đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, ngày tới ngày độ, và đa số là ngày tới ngày độ, rồi cũng có những người đó họ đi tìm Đức Phật, rồi Đức Phật ngày cũng rất xuất xứ ngày đi tìm họ. Nhiều cũng thấy, chúng ta thấy như là vua Bút Quốc Sa Tý đó, ông bỏ cái đế vương, ông cạo đầu, ông đắp y rồi ông đi tìm Đức Phật. Đức Phật ngày cũng từ cái hương thất của ngài, ngày đi tới, rồi Đức Phật và ông Bút Quốc Sa Tý gặp nhau trên cái gian nhà lò gốm, và hai người cũng ngồi thiền, rồi xong rồi Đức Phật thuyết pháp và ông nghe ông đắc. Thì chúng ta thấy những chuyện đó đó. Cái chuyện đó là cái chuyện mà Đức Phật này cũng đi tìm Bút Quốc Sa Tý, rồi Bút Quốc Sa Tý cũng đi tìm Đức Phật. Thì những cái chuyện mà mình thấy như vậy đó, thì thường thường đó là một cái nỗi lòng khát khao của mình trong cái con đường giác ngộ, và một cái lời nguyện cho nhiều kiếp của mình tu hành để mình tích lũy, để mình gặp Phật. Và Đức Phật đó thì ngài có cái hạnh nguyện là tế độ chúng sanh, và chúng ta là người có duyên với Đức Phật. Và khi mà Đức Phật cái duyên chín mùi rồi thì Đức Phật ngài độ chúng ta một cái cách nào đó, một cái cuộc hội ngộ nào đó mà nó không giống, không người nào giống người nào hết. Cái gì chúng ta có lẽ là đi tới chúng ta sẽ thấy là không có người nào giống người nào hết, nhưng mà tất cả những người đó được Đức Phật ngài tế độ đều là thành công, và những người đó đều là những bậc mà giác ngộ. Thì cứ ngờ bà tưởng thì con nghĩ rằng con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi lại nhất cho bà tưởng. Dạ. Sa thú, kính trường thị tòa Pháp Tăng, bạch hòa thượng tự sư, hòa thượng có ở trước máy không? Nếu hòa thượng có ở trước máy xin dạ. Bạch hòa thượng, trong cái bài kinh ngày hôm nay đó, một lần nữa cho chúng ta thấy cái ý nghĩa rất là rộng của chữ Pháp. Dạ, chữ Pháp. Nếu mà chúng ta hiểu Pháp là nguyên tắc, Pháp là một cái cách làm đúng, Pháp là cái gì đó nó thuận hợp theo cái tự nhiên á, thì nó có đúng với nghĩa chữ Pháp không? Và họ thì có thể giảng ở đây là cái chữ Pháp ở đây. Thật ra trong bài kinh này á, những ông bà là môn đặt vấn đề phép tắc mà chúng ta cũng như Pháp, và Đức Phật cũng dạy về chữ Pháp, thì chữ Pháp đúng nghĩa hiểu rộng như thế nào? Xin nhân dịp này kính thỉnh hòa thượng giảng dạy cho đại chúng. Kính cùng thỉnh hòa thượng. Đức của thầy, kính lễ tam bảo, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, chữ Pháp nó có rất nhiều nghĩa.
trước hết từ chữ pháp, chữ thamma có nghĩa là cái giáo lý hay lời dạy của Đức Phật. Nhưng ở đây trong cái ngữ cảnh của bài kinh này thì chữ pháp không được đề cập đến chỗ đó. Cái nghĩa thứ hai đó, chữ pháp nó có nghĩa là cái pháp thiện hay là đạo đức. Cái chỗ này cũng không có, các bài la môn cũng không có đề cập đến, bởi vì nó không có nhầm cái ngữ cảnh. Và Đức Phật lại trả lời cái câu đó, ngài cũng không có nói đến. Cái pháp mà nói theo cái nghĩa là cái gì có trạng thái đều gọi là pháp. Như Parabhata Thamma hay là Samothi Thamma là cái pháp tập đế, pháp chân đế. Nama Thamma và Rupa Thamma, danh pháp và sắc pháp. Thì cái chỗ đó là một cái từ xài chuyên môn, ở đây trong ngữ cảnh thì cũng không có nói đến. Còn hai nghĩa chữ pháp có nghĩa là cái phép tắc, cái luật lệ như là các vị tỳ kheo khi làm cái tăng sự sang khai cấm á, mình làm tăng sự đúng theo cái nguyên tắc, cái luật lệ đã quy định, thì cái đó gọi là thẩm mỹ cát. Còn nếu mà làm sai cái luật định thì nó thì gọi là athẩm mỹ cát. Trong cái tăng sự, nếu mà vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo chư tăng mà làm cái tăng sự quốc ghê đó, atomic đó, tức là theo nhóm và phi pháp, nó cũng bất thành, nó không thành. Mà áo ghê đó, atomic đó, dầu cho không có theo phe nhóm, có cái sự hòa hợp tăng, nhưng mà phi pháp thì cũng không thành, không thành tương sự. Tức là thâm mê ná, thâm mê kê ná, cái tương sự mặc dù làm đúng cái nguyên tắc, cái luật lệ, nhưng mà có cái chuyện chia rẽ theo phe nhóm thì như vậy cũng bất thành tăng sự. Chỉ có trường hợp cái tăng sự làm áo quát kê nát, thâm mê nát, tức là không có theo phe nhóm và làm đúng pháp, đúng luật, thì như vậy được cái tăng sự đúng mới thành. Thì trong cái nghĩa này đó, thì cái chữ pháp đó, tức là một cái phép tắc, một cái luật lệ, còn trong cái nghĩa thứ năm đó thì cái gì
mà nó có tính cách làm lịch sự những cái điều mà phải lẽ hợp lý, cái mà hợp lẽ đạo đó, hợp pháp hợp lẽ đạo, cái đó cũng gọi là tham mát. Thí dụ như khi mà người Phật tử cúng dường vật thực đến chư tăng, vị đó tắc bạch, đến chư tăng bạch chư tăng, những thực phẩm này Vindapato Ayang Vindapato Thammiko Thammikalattho, tức là hợp theo lẽ đạo, nó được cũng hợp theo lẽ đạo, tức là được phát sanh đó, được phát sanh của hợp theo lẽ đạo, chúng cô xin cúng dường đến chư tôn đức tăng vân vân. Thì trong trường hợp này cái gì nó phải lẽ, thì cái đó được gọi là thông minh cá. Cho nên ở đây đó, trong cái bài kinh này, khi mà các bà la môn nói với Đức Phật là sao lại không biết phép tắc, tức là sắp pha quá, sắp pha thâm văn, tức là không biết cái nguyên tắc đi vào trong cái cuộc họp. Như ở trong cái phòng họp không, thì khi mà đến sau thì mình phải đi ngõ sau để mà mình ngồi ở phía sau, khỏi làm phiền người ta đang họp, khỏi chi phối. Còn nếu mà đi cái cửa chính thì đi vào sẽ làm cho cái cử tọa họ bị chi phối. Thì như vậy trong trường hợp này được gọi là Sapha Thamma, tức là cái phép tắc của cuộc họp, của cái phòng họp. Thì khi mà nói như vậy đó, thì ở đây các vị Bà La Môn họ chỉ đề cập đến chữ Thamma trong nghĩa là cái luật lệ hay là cái nội quy. Cái luật lệ hay là cái nội quy. Và khi mà Đức Phật Ngài nói cái vấn đề hội họp cần đúng pháp, nói pháp cần hiện nhân, thì trong trường hợp này thì lại Ngài để chỉ cho cái nguyên hay là cái đạo đức sống khi mà hội họp lại mà để bàn cái đó đó. Thì Đức Phật này muốn chỉnh cho những vị Bà La Môn này là cái phép tắc hội họp không chưa đủ, mà cần phải biết được cái gì mà mình bàn thảo nó có lợi cho mình, có lợi cho người, nó có ý nghĩa. Thì cái này là nó chung ở trong trong cái nghĩa đạo đức sống của cái chữ pháp, chữ Thamma của chữ pháp. Thì ở đây cũng nói thêm rằng là khi mà cái trong cái bài kệ của Đức Phật, cái chữ pháp rộng hơn, chữ pháp rộng hơn. Hội họp cần đúng pháp,
Thì đó là cái nguyên pháp. Nhưng mà nói pháp cần hiền nhân, tức là nói những cái đạo đức đó, nói những cái đạo đức, nói những cái lẽ phải, thì cần bậc hiền nhân. Người đoạn tận tham sân là hiền nhân nói pháp. Thì trong trường hợp này đó là mới chỉ cho cái giáo pháp. Cho nên ở đây trong bài kệ của Đức Phật có cái hiệu năng giúp phục được cái nhóm người Bà La Môn. Mà thực ra thì những người Bà La Môn này cũng là những người có trí, có cái căn lành nè. Bởi vì khi mà Đức Thế Tôn Ngài dùng một loạt từ pháp, chữ thâm mắt ở trong ba vấn đề hội hợp từ đúng pháp, là nói theo cái phép tắc. Mà nói pháp cần hiền nhân là nói về cái lý, cái sự, nói lên cái lý, cái sự ở trong vấn đề cờ bàn thảo. Còn cái nói vấn đề thứ ba đó thì ở đây đó nói về cái giáo pháp, nó cũng có vấn đề như thế này chứ quý vị. Sẵn đây chúng tôi trình bày luôn ở trong cái ý nghĩa này, hội họp cần đúng pháp, tức là nó đúng cái luật lệ nguyên tắc, cũng phải có cái sự trật tự, kẻ nói người nghe, chứ không phải giống như cái chợ mạnh ai muốn nói thì nói, nó ồn ào mà nó không có ra cái gì hết. Hoặc là cũng giống như ở trong cái tăng sự mà chưa tỳ kheo cử hành cái tăng sự đó, thì nó cần phải đúng pháp. Nhưng mà nói pháp cần hiền nhân đó, là ở đây bàn cãi, bàn thảo một vấn đề gì ở trong cái cuộc hội họp đó, thì các vị đó theo pháp là như thế này, tức là cái người chủ tọa đó có người thì Atta Thipatthaya, tức là lấy mình làm chuẩn mực. Còn có người thì chủ tọa của cuộc họp thì Lokathipataya, tức là lấy đời làm chuẩn mực, tức là nghe ý kiến của mọi người. Và thứ ba đó là lấy pháp làm chuẩn mực, là Dhammathipataya. Tức là phải dựa trên cái hành động, dựa theo cái nguyên tắc luật lệ, y cứ vào pháp luật mà hành, hay là đúng pháp mà hành. Thì ở trong sư giải nói rằng cái người mà quyết đoán trong cái cuộc họp, người quyết đoán lấy mình làm chuẩn mực đó, thì nên có cái chánh niệm và có cái sự nghiêm khắc bản thân, để khi mà quyết đoán không có sai lạc. Còn với người lấy
đời làm chuẩn mực, tức là lấy cái ý kiến của hội chúng mà, thì phải có trí tuệ cân nhắc, không có thiên vị người này thiên vị người kia, vì thương, vì ghét, vì sợ hay là vì si mê, bị dốt. Như vậy thì hành động mới không có sai lạc. Còn với người mà quyết đoán lấy pháp làm chuẩn mực thì nên dùng trí phán đoán, so sánh và phải biết uyển chuyển, xem ở trong cái hội chúng đó là người như thế nào, những người như thế nào, cần phải nói cái pháp như thế nào, vân vân. Chứ nếu mà mình biết cái gì mình nói cái đó, mình nói nó không có ăn nhập vào đâu hết, nó không có thích hợp, thì như vậy cái cuộc nói chuyện đó, cái cuộc họp đó nó cũng bị thất bại, nó không có thành tựu. Còn khi mà nói đến người đoạn tận tham sân si, hiện nhân nói pháp đó, thì ở đây là ám chỉ cho cái trường hợp đặc biệt là những người nào mà có cái sự thanh tịnh phiền não rồi đó, tức là cái lời nói của vị đó không bị chi phối bởi tham sân si, bởi vì vị đó đã đoạn tận, thì vị đó nói pháp giải thoát đó, thì nó mới có cái sức hấp dẫn, mới có tác dụng, mới có hiệu năng. Thì cũng nói thêm trong cái phần đó để chia sẻ với quý vị. Bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa hòa thượng Giác Đẳng trở lại. Nam mô Phật thầy. Sa thú kính trân hòa thượng Từ Sư. Bạch hòa thượng Từ Sư, hòa thượng Quang Hỷ trả lời thêm một điều nữa là đối với Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác đó. Tại sao mà chúng ta thường tưởng tượng rằng nhiều khi chỉ một cái hình ảnh hay là cái quy đức hay là cái quy lực của Ngài đó thì có thể nói người khác được, nhưng mà Ngài lại không dùng điều đó, mà Ngài thay vì dùng cái quy lực khác thì Ngài lại dùng pháp. Và ngay cả như Ngài nói rằng cái thần thông giáo hóa Ngài cũng không tán thán bằng cái chuyện mà cái con đường giáo dục là một phương cách gọi là giáo hóa thần thông là điều mà Ngài tán thán. Thì Hòa thượng Quang Hỷ giảng là tại sao cái giáo hóa thần thông nó lại ưu thắng hơn là những cái thần thông như là biến hóa thần thông hay tha tâm thông chẳng hạn. Kính thỉnh Hòa thượng Quang Hỷ trở lại. Kính thưa quý vị, trong ba cách giáo hóa, trong ba cách và thuyết phục người khác, Đức Phật là không tán thán hai cái điều kia, là bởi vì nếu như mà Ngài hay là các vị đệ tử, đại đệ tử thinh văn của Ngài đó, mà có thần thông dùng tha tâm thông hay dùng thần thông để làm cho người khác kính phục và quy ngưỡng, thời nó đưa đến cái hiệu quả nó không mấy gì tốt đẹp, cái sự hoằng pháp của mấy ngày không có thành công. Bởi lẽ cái giáo pháp này, cái tăng quê đi tấp ô quy vô hít
từng được thực nghiệm bởi người trí. Nếu mà bây giờ Đức Phật và chư vị A-la-hán và các ngài dùng thần thông hay là dùng tha tâm thông, thì những người họ thấy cái sự phi thường như vậy là họ xu hướng theo. Nhưng rồi khi các vị A-la-hán và Đức Phật ngài đi khỏi hoặc là ngài viên tịch niết bàn, thì lúc bây giờ chư tỳ kheo sau này các vị đó không có thần thông, không có tha tâm thông, thì các vị sẽ không bao giờ nói mà người ta chịu nghe. Để tính cái tình trạng đó cho nên Đức Phật ngài không dùng thần thông để giáo hóa người khác. Cái điểm thứ hai nữa là ở trong trường bộ kinh đó, có cái bài kinh đó, có một ông thiện nam, ông đến bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn thành phố Nalanda này, dân cư đông đúc, trùng mật, giàu có, nhiều tài nguyên. Đến Đức Phật cho phép các vị tỳ kheo dùng tha tâm thông, dùng thần thông biến hóa để mà thu phục họ đó, thì như vậy là sẽ có rất nhiều người quy ngưỡng Đức Thế Tôn. Đức Phật ngài bảo rằng ngài không có hoan hỷ cho các vị tỳ kheo dùng như vậy, bởi vì vẫn có những cái loại chú thuật như là Marika hay là Gandhika. Marika, cái chú thuật đó người ta trì chú đó, người ta đọc thầm ở trong tâm đó, là người ta sẽ nhận ra được cái, biết được cái tâm của người khác. Nếu các vị tỳ kheo dùng tha tâm thông để nói ra tâm của người khác á, thì gặp những người mà họ có niềm tin chân chính thì họ nghĩ rằng thật là hy hữu, thật là kỳ diệu. Các vị tôn giả này lại có khả năng biết được tâm của người khác, họ hoan hỷ. Nhưng mà đối với những người theo ngoại đạo thì họ nói ồ, cái đó đâu có lạ gì, bởi vì có cái loại chú thuật gọi là Manika cũng có thể biết tâm người khác vậy. Hay là dùng tha tâm thông biến hóa để cho người khác xem, thì đối với người Phật tử họ đã có niềm tin rồi thì họ biết đó là thần thông do cái sự tu tập đắc chứng thiền định, họ càng sanh khởi cái niềm tin. Nhưng mà đối với những người ngoại đạo, đệ tử của ngoại đạo, thì họ nói rằng cái đó do chú thực Gandhara vậy thôi, chứ đâu có gì đâu lạ. Thế là họ xem thường. Vì hai lý do này mà Đức Phật ngài không quan hỷ, không có cho phép các vị tỳ kheo, không chấp nhận cho các vị tỳ kheo dùng tha tâm thông hay thần thông để mà cảm hóa người khác. Mình phải cảm hóa người khác bằng cái sự giáo hóa, tức là bằng giáo dục, nghĩ cho họ nghe cái lẽ phải, phân tích cho họ nghe cái điều nào tốt, điều nào xấu, điều nào thiện, điều nào ác, họ phải tu tập như thế nào để họ được sự an vui, và họ phải tránh bỏ những cái điều ác nào để họ không bị khổ đau trong tương lai.
Thì một khi họ đã có trí tuệ, họ hiểu được giáo pháp, họ có niềm tin ở Tam Bảo, thì cái niềm tin đó là chắc thật. Thì dầu cho Đức Phật có viên tịch Niết Bàn, chư vị A-la-hán có viên tịch Niết Bàn đi nữa, thì các vị tỳ kheo đời sau cứ y cứ vào lời dạy của Đức Phật mà dạy pháp cho chúng sanh, cho Phật tử, thì người ta nghe, người ta vẫn quan hỷ, người ta chấp nhận. Thì đó là cái hiệu quả do cái sự giáo dục, do cái sự thuyết giảng giáo pháp mà cảm hóa họ được. Cái điều đó nó hay hơn. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Hòa Thượng Giác Đẳng như vậy. Nam Mô Bổn Thầy nha. Sa thú, kính thưa Hòa Thượng Thầy Sư, đệ tử sư Bình Đi Nghĩ, Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh Thượng tọa trở lại với cô một cuộc thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Tân nghe được không? Dường như Thượng tọa Pháp Tân không có mặt ở trước máy. Bạch Chi Tôn Đức và dòng quý vị có đã có Thượng tọa Tây Quyền, và không biết Thượng tọa Tây Quyền nghe được không? Nếu Thượng tọa Tây Quyền đang ở trước máy, xin Thượng tọa hoan hỷ cho biết. Không biết Thượng tọa Tây Quyền có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Tây Quyền, ở trong bài kinh này có một điểm rất là thú vị, là khi các ông Bà La Môn đang hội họp thì Đức Phật đi tới và các ông Bà La Môn đặt vấn đề phép tắc. Dạ, phép tắc thì Đức Phật ngài đặc biệt là ngài nói cái pháp, và pháp rất cần trong buổi hội họp, và pháp được nói bởi người hiền, và bởi người hiền, nhưng mà thật sự ở đây chỉ sanh tí là người hiền cũng được, mà đó là cái người an hòa, và người an hòa đó, cái pháp người an hòa, và cái người thật sự an hòa là cái người không có tham sân si. Thì tôi nguyện có thể trong cái kinh nghiệm rằng ở trong cái sinh hoạt hàng ngày, từ trong chùa cho đến những sinh hoạt tổ chức giáo hội bên này bên kia xa gần đó, thì Thượng tọa có thấy rằng một cái vị chủ tọa hay là một người lớn hay là một người phát biểu đó, mà phát biểu bằng cái tâm thành, bằng cái tâm hòa ái, bằng cái tâm bằng cái thiện chí đóng góp đó, thì nó rõ ràng là nó tạo nên sự khác biệt so với một cái phiên họp mà thiếu những người như vậy không? Và nếu Thượng tọa tự quyền mình đi vào phiên họp, Thượng tọa thấy cái vị chủ tọa hay là một cái vị phát biểu mà có tâm hòa ái, thì Thượng tọa có thấy là cái phiên họp đó lợi lạc vô cùng không? Xin cái thỉnh Thượng tọa hoan hỷ cho phải suy nghĩ với Thượng tọa về điểm này. Nam mô Bổn Thầy, giá Nam mô Tham Mai, giá Nam mô Sang Khai, giá Dự Thừa Đức Chúng, nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, Tổng Hành Đại Đức, Tổ Tri Đại Đức, Đại Đức Cục Chư Tăng, kính chào tôi người cùng chư Phật tử. Vì kính bạch Hòa Thượng, quả thật như vậy. Như trong bài kinh, hội họp cần đúng pháp, nói pháp cần hiền nhân, người đoạn tận tham sân là hiền nhân nói pháp. Ở trong, con nhớ không lầm, ở trong cái bài kinh, như bài kinh Thập Thượng Đại Bát Niết Bàn, ngày nào mà chư tỳ kheo hội họp, khi họp với nhau mà hội họp với thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, với ngay cả nói chung là lục hòa, thì ngày đó nó sẽ là được tốt đẹp. Nhưng một mặt khác, sống trong một đời sống bình nhật bình thường, là một người tu hay là không tu, tổ chức hay là tất cả mọi cái sự gì cũng, việc gì cũng vậy, cái lời nói hòa ái
nó rất là quan trọng. Mà trong tứ nhiếp pháp chúng ta thấy nhớ là bố thí ái ngữ lời hành động sự, thì cái lời nói hòa ái ở đây á, là làm nó như là một sự tưới mát, nó như là một cái sự mang tới một cái sự an toàn, mang tới một cái sự yên ổn, một sự an lành cho tất cả. Là một người lớn hay là một vị trụ trì cũng vậy. Nếu chúng ta hội họp mà chúng ta quá căng thẳng thì cũng là một điều bất lợi. Khi có sự khiển trách hay khi có cái sự la rầy gì cũng vậy, thì cái gì cũng vậy. Chúng ta quay về với Phật, chúng ta mới thấy lấy cái đức tính từ bi, cái metta karuna mudita upekkha, thì mọi chuyện nó rất là đơn giản. Chuyện thật là lớn cho nó là nó không lớn, chuyện nhỏ thì chúng ta cho nó là chuyện thường và cho nó qua đi. Để làm gì? Bởi vì như chúng ta suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta mới phát ngôn ra được những cái lời hòa ái được. Cái chuyện nó quá nhỏ mà chúng ta cứ câu thúc, chúng ta bực bội, thì chắc chắn rằng tâm thì nó sanh sắc tâm, sắc tâm thể hiện sắc pháp, thì chúng ta thấy hết sức là nguy hiểm. Để sắc pháp chúng ta như thế nào, cái lời nói nó như thế đó. Nếu như chúng ta biết là lời nói hòa ái và vừa có một cái từ lời nói và hành động chúng ta nó nhẹ nhàng và nó từ tốn, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thu phục được chân tâm. Hay là nói một cách căn bản là chúng ta sẽ đưa đến cái cuộc họp đó nó đoàn kết. Bởi vì sao? Không có một cái cuộc họp nào khi kết thúc mà có sự căng thẳng mà đưa đến lợi ích bao giờ cả. Ở trong đó nó có nhiều cái sự bất đồng. Và nếu như chúng ta là một người trưởng ban, trưởng nhóm, hay chúng ta là người đứng đầu, thì chúng ta phải có cái lời nói từ tốn mà hòa ái với mọi người. Đó là chắc chắn như vậy. Một vị trụ trì nếu như không có lời nói hòa ái đối với tăng chúng hay đối với chư Phật tử, thì chắc chắn rằng nó rất là bất lợi cho đại chúng, nó rất là bất lợi cho cái việc chùa và cái việc của tăng luôn. Nó rất là quan trọng. Bởi vì cho nên uống lưỡi 7 lần là vấn đề như vậy đó. Tức sự suy nghĩ thật sự cẩn trọng khi chúng ta phải phát ngôn ra. Nhưng điều kính thưa quý vị, thường thì chúng sinh đó, còn phàm phu thì hay bị một cái câu thúc ở trong lòng mình. Cái ngã chấp, cái tôi, cái ta của mình, đó rất là lớn. Và vì vậy cho nên, nếu chúng ta biết tu, thì là một chuyện rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Còn nếu chúng ta không có biết tu, thì chúng ta khó kham nhẫn. Chúng ta khó vượt qua. Cái lời nói hòa ái không phải là một lời nói nó thuộc về tâm lý để tăng bốc, mà cái lời nói hòa ái này để đưa đến cho gì? Cho chính mình được ổn yên và người khác được nghe nó có nhẹ nhàng hơn. Nhiều lần trong cuộc đời mình cũng bị vấp phải những cái chuyện mà nhiều khi nghe cái chuyện gì đó bực bội, quán lên, la lên, cự nữ lên thì suy xét kỹ chúng ta coi chừng chúng ta dễ bị ngộ nhận, chúng ta dễ bị một cái một chiều. Cho nên cái gì cũng vậy, cứ tập, cứ cho nó nhỏ đi thì nó rất là nhỏ, nhưng cái chuyện nó rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Nhưng chúng ta hay xem nhỏ thì nó sẽ có cách giải quyết, chứ đừng bao giờ dùng những cái lời nói bực bội, nguyên cái sự bực bội mà chúng ta gây cái sự bực bội cho người. Cứ nhớ một lần,
có một người anh sau này cũng tu, cái cư sư huynh, có một số chuyện mà nó thuộc về liên quan hệ anh em, thì nó bực ống bực bội cái hỏi là sư huynh cứ nói cho sư huynh nghe đi. Thì sư huynh nó kể, ông kể thì mình cũng, đó cũng là một bài học hay. Sư ơi sao đâu, bây giờ đó tôi đang khó chịu, ví dụ giờ tôi đang bị cái vết thương đi như là một cái gai đâm, cái chuyện đó nó khó chịu là tôi cố gắng tôi khó chịu rồi nói hết, tôi nhổ cái gai đó tôi cấy, tôi nói cho sư nghe như là nhổ cái gai cấy qua cho sư nữa, nó có lợi ích gì không? Tôi cũng không giải quyết được, sư cũng không giải quyết được nữa, thì thôi chuyện đó cho nó qua đi. Thì khi chúng ta nghe như vậy thì đó cũng là một bài học rất là hay. Nếu những cái chuyện gì mà không giải quyết được thì thôi, có như chúng ta chôn nó đi, kham nhẫn cho nó đi qua, thì đây cũng là một cách tu tập. Có những chuyện mà chúng ta bực bội, chúng ta không thể nói bây giờ nói như vậy, tôi không thể nào tôi nói nhẹ nhàng được, tôi nói đại về thì cho nó xong. Chúng ta có chừng chúng ta đã nghĩ sai cái điều đó. Có một số người người ta như vậy, người ta cứ nghĩ rằng người ta nói lên là nó không có cái gì, nhưng phải tùy cái lời nói, tùy cái chuyện mà nói. Và dĩ nhiên nói hòa ái ảnh hưởng hết sức là lớn ở trong cái đại chúng, bởi vì từ đó người ta có, mình mới thấu hiểu được tâm tư của mọi người. Hay người ta giải bài gì đó mà mình có cái lời nói hòa ái thì họ có một cái mạnh dạng hơn, họ trình bày hay có sự chia sẻ cho mình những cái chuyện mà thiếu sót hay hoặc là như cần làm. Ví dụ chẳng hạn như chuẩn bị cho một cuộc lễ vào ngày nay, nếu như cái người mà cái người lãnh đạo đó, cái người lãnh đạo đó mà biết cách để xử lý thì nó rất là tốt. Bởi vì sao? Người ta có thể đóng góp được, người ta có thể đóng góp được ý kiến, người ta có thể đóng góp được những cái ý hay. Nhưng nếu chúng ta nói vào ngày mai chúng ta làm như thế này, yêu cầu quý vị phải có ý kiến ngay, quý vị không ý kiến là không được, thì chúng ta nói như bị nhiều cái lệnh. Nhưng chúng ta có thể nói rằng cuộc họp ngày mai hay cuộc lễ ngày mai nó sẽ được tốt đẹp nếu như tất cả chúng ta, mỗi người đều có một cái sự đóng góp, đều có một cái sự quan tâm cần lắm cho những người, giàu lớn hay nhỏ, giàu cái ý kiến lớn hay nhỏ, hay cần một việc làm rất nhỏ nhưng nó tạo thành cho cái cuộc lễ nó được tốt đẹp, vân vân, thì nó lại là một chuyện khác. Thì người ta cảm thấy rằng người ta dám đóng góp, người ta dám mạnh dạn, và người ta có thể một cái sự hiến cúng rất ít, nhưng đó cũng là một sự quý trọng của một người lớn hay của một người trưởng ban, thì chắc chắn nó sẽ được tốt đẹp. Chứ còn nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta là lớn mà chúng ta cứ dùng một cái quyền hành của mình, hay chúng ta bằng một cái mệnh lệnh, hay chúng ta bằng một cái xử lý, thì chắc chắn rằng nó sẽ rất là thất bại. Ở trong công ty, công xí nghiệp cũng vậy nữa. Cái người lãnh đạo khôn là không có lệnh, mà người lãnh đạo khôn là người lãnh đạo biết lắng nghe, mà biết lắng nghe đó và mở lời, mở đường cho họ cái thời gian cho họ nói và mình nghe, cũng như mình họ nghe mình nói và mình nghe họ nói. Đấy, cả hai là một cái sự giao hiệp nó ổn định và nó chan hòa. Còn nếu như mà chúng ta mà không có cái sự hòa ái, hay không có một cái sự từ tốn, hay không có một sự nhẹ nhàng, thì chắc chắn rằng làm vì bị làm, hay làm vì dị nể, vân vân, thì nó không có hiệu quả cao. Và nếu trong cái việc chùa, trong cái việc tu tập,
thì nó lại là một cái chuyện hết sức là đặc biệt hơn nữa. Cũng vậy, tại sao chúng ta không thể nói nhẹ hơn, có cần thiết gì phải nói? Nhưng quả thật, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta không làm được thì không được là lúc này, thì chúng ta làm được lúc khác. Chứ đừng nói rằng tôi không nhịn được, tôi không nhịn được lúc này, nhưng mong rằng lần sau tôi nhịn được. Tôi không thể nói lời hòa ái ngay lúc này, lần sau tôi phải nói lời hòa ái, như là một bài học cho mình chứ. Đó là sự cảnh tỉnh. Chứ còn nếu như mà phải nói rằng để mà chúng ta chuẩn bị, bởi vì Phật dạy rất là hay, phải có sự kham nhẫn, nói với tự tâm, làm với tự tâm, mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng nói, tôi cũng làm với tự tâm, không nói và không làm với cái sân tâm. Cái từ tâm đây chính là cái lời nói hòa ái. Và sự hiện diện của những người hòa ái có ảnh hưởng thế nào đối với những cuộc họp? Cái sự hòa ái về lời nói, hành động, việc làm, nó tác động, nó cảm thấy rằng họ có một cái, họ có một cái sự xúc tác, họ có một sự gần kề vô cùng. Vậy như thế thì như là một người chở che, như là một người chịu khó nghe, như là một người san sẻ, là một người chở che, thì chắc chắn rằng không chuyện gì mà không thể không làm được, mà không chuyện gì mà không thể vượt qua được. Dạ, thì kính bạch hòa thượng, đây là ý nghĩa của con là như vậy. Nếu có đi người bổ túc thì kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Tát. Dạ. Sa thủ cái trình này thì tôi tiếp quyền. Thưa Phật tử, chúng tôi xin tiếp theo lời của chư Tôn Đức để chia sẻ thêm một vài điểm nhỏ liên quan đến đề tài ngày hôm nay. Nhưng nói về những phiên họp mà có cái kết quả tốt, những phiên họp mang lại lợi lạc và những phiên họp đáng hoan hỷ đó, thì đây là cái kinh nghiệm mà chúng tôi sống ở trong chùa. Ngài chân cha thì ngài rất là chú trọng về điều này. Và chúng tôi nhớ khi sang Miến Điện đó, thì cũng một lần chúng tôi tham dự một phiên họp tương tự như vậy. Một cái nguyên tắc đầu tiên mà đến từ lời dạy của Đức Phật đó là chúng ta có sự tôn kính đối với các vị trưởng lão. Trong kinh đó, Đức Phật ngài nhắc rất nhiều về điểm này. Như là trong kinh mà người chăn bò chẳng hạn, ở trong Trung Bộ và nhiều bài kinh khác đó, cái sự tôn kính các vị trưởng lão đó là một cái điểm tựa rất là quan trọng cho những cuộc hội họp của chư tăng. Sự có mặt của các vị trưởng lão, cho dù các ngài không có giỏi về nào đó, hay là các ngài không có nói nhiều, rồi thậm chí các ngài còn yếu đi nữa, nhưng mà chúng tôi để ý thấy là khi vị trưởng lão có mặt đó, mà nếu tăng chúng đó là một tăng chúng có tu, có thật tu đó, thì tăng chúng sẽ tôn trọng cái vị trưởng lão. Giống như mình ở trong nhà mà có người lớn rồi đó, thì mình không có là vì vậy mà mình nói những điều mà sân si, nói những điều mà nó nặng nề. Dạ, mình chỉ nói cái gì nó vừa phải. Nếu mà mình cần nói thì nói gì vừa phải. Thậm chí cái giọng của mình nó cũng ở trong cái giọng có vẻ là khiêm nhường, có vẻ là tôn trọng, tại vì sẽ có mặt trưởng lão, vì trưởng lão ở tại đó. Thời bây giờ thì chúng ta lại bớt đi điều này, là tại vì cái thời bây giờ những người trẻ đôi khi coi thường những người lớn, nhưng mà ngày xưa thì sẽ có mặt của các vị trưởng lão rất là cần. Chúng tôi đã có nhiều cái phiên họp và chúng tôi thấy rằng lẽ ra nó đổ ra nhiều cái chuyện lớn lắm, nhưng mà nhờ có mặt một vài cái vị trưởng thượng và những vị trưởng lão này được tất cả chư tăng tôn kính, nên chi rốt cuộc rồi cái buổi họp đó nó lại đi hướng sang một cái không khí nhẹ nhàng hơn. Và vì vậy phải nói rằng ở chùa thì có các vị trưởng lão, ở trong nhà thì có các cái bậc trưởng thượng như là cha mẹ ông bà mà mình tôn kính có mặt á, dù sao nó cũng đỡ. Thậm chí thứ gì có đôi khi chúng tôi biết rằng vợ chồng mà cãi nhau á, nhiều lúc mà cãi tay đôi thì nó nặng nề lắm, nhưng mà khi có mặt của cha mẹ thì đôi khi cũng phải hạ giọng xuống, phải dịu giọng xuống,
dù là trong lòng bực lắm nhưng phải dịu giọng xuống là vì có mặt cha mẹ đó, người ta sẽ có mặt vị trưởng lão là cần. Ở tại các quốc gia Phật giáo đó, thì trước khi có buổi phiên họp đó, thì bao giờ chư tăng cũng có cái buổi lễ Phật, lễ Tam Bảo, lễ Phật, và ngồi rất là trang nghiêm, lại rất là trang nghiêm, và những bài kinh tụng đọc thường là những bài kinh rất trang nghiêm. Thì cái này nó cũng lợi ích lắm, và lợi ích lắm là chúng tôi ở chùa mỗi một phiên họp chúng tôi thường tụng bài Nam Mô Tát Xá, và đôi khi có những phiên họp mà chúng tôi thấy rằng có niệm Phật á, là tốt, mặc dù người ta không để ý, nhưng mà có niệm Phật thì cho thấy rằng mình là người có biết quý trọng lẽ phải. Dù sao đi nữa có niệm Phật á, thì nghĩa là đại chúng cũng lấy Đức Phật làm cái chỗ nương tựa cho mình. Nhưng mà cái việc mà tụng kinh lễ bái Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo trước khi phiên họp đó, nó làm cho cái con người mình nó thuần tánh hơn, con người mình nó văn minh hơn, nó thường ngôn ngữ ngày hôm nay đó, cái đó lợi lắm thưa quý vị. Và nếu mà mình vừa tụng kinh xong á, mình nói những cái lời nặng nề thì chuyện đó nó cũng hiếm khi xảy ra, và khi nó xảy ra quá đáng rồi. Trước khi hội họp thì lễ Phật, mà nếu tốt hơn đó là lễ là tụng một bài kinh dài. Có nhiều bài kinh rất là đẹp, bài kinh tụng bằng nghĩa đó, tụng bằng nghĩa tụng rất là đẹp, để nhắc đến về tâm tư chẳng hạn, niệm tâm tư rồi rất là đẹp. Và rồi một cái yếu tố khác mà chúng tôi thấy rằng nó rất là lợi lạc ở trong cái những buổi hội họp đó là chư tăng là lễ phát lộ. Phát lộ là cách mà vị nhỏ đảnh lễ vị lớn ba lại. Đảnh lễ, ở trong sự đảnh lễ đó cho thấy rằng chuyện gì chuyện nhưng mà mình phải tôn trọng với nhau theo cái tử hạ, và sám hối. Cái sự sám hối cũng là một việc nhắc nhở, và nhắc nhở với nhau là mình dù sao đi nữa mình là người sống có phải quấy, sống biết phải biết phải quấy, và không biết phải quấy thì sẽ sám hối. Cái buổi lễ phát lộ chư tăng tuy nó nhỏ đó nhưng mà rất là đẹp, để sau đó rồi chư tăng có thể bàn bạc. Cái này là chúng tôi thấy ngã trên xa người thường áp dụng là những cái buổi họp tăng á, họp tăng để nói chuyện gì đó, thường họp sau ngày Bồ Tát, tụng kinh xong, tụng giới xong, tức là sau khi lễ bái Tam Bảo xong rồi tụng giới xong rồi thì sám hối phát lộ. Sám hối phát lộ, cái đó nó làm cho cái tâm mình nó dịu xuống. Nhất là ở trong chùa có những cái chuyện hết sức là gay cấn, có những chuyện mà dễ nổ tung á, thì nên thảo luận sau khi tụng giới, sau khi mà phát lộ sám hối. Và chúng tôi cũng thấy có một điểm khác á, mà rất là lợi ích, rất là lợi ích cho cái buổi thảo luận đó là khởi đầu có cái đạo từ của vị trưởng lão, đạo từ của vị pháp sư, đạo từ của vị thường thường là nó như nghe pháp thôi. Ở bên chùa Gạ Danh Cha ngày có đặc biệt là giữa chư tăng với chư tăng vẫn nói pháp. Dù là ở trong chùa có 5-7 vị trẻ thì cũng có một vị được đề cử ra để nói ý nghĩa của câu Phật ngôn, chứ không phải là có vị lớn rồi vị lớn mới dạy đạo, không phải. Chư tăng Việt Nam mình có nhiều khi cũng hơi ngần ngại với nhau là nếu đồng trang lứa thì chẳng lẽ mình thuyết pháp mình dạy ai, nhưng không, ở bên chùa Gạch Chân Cha đó là mỗi một cái buổi lễ thế, sau trước khi mà hội họp thì cử ra một vị để nói lên một câu Phật ngôn và nói một ý nghĩa câu Phật ngôn, như là để thắp sáng cái ngọn đèn pháp, thắp sáng ngọn đèn tuệ, thắp sáng cái thiện tâm thiện chí, rồi sau đó chư tăng thảo luận. Thì ở đây tất cả chúng ta nên ý thức một điều rằng con người mình nó dễ va chạm, con người mình nó dễ sanh phiền não, con người mình rất dễ sanh cãi vã, và chúng ta phải hiểu cái này là cái bản tính của con người. Giống như là bây giờ mình nuôi con chó, mà ở chùa tự nhiên có một con chó bị đem hai con chó về thì nó cắn với nhau, thì cái bản tính tự nhiên của nó là chó thì nó ganh tị với nhau, nó ganh tị thì nó cắn, mình phải hiểu đó là cái bản tính tự nhiên. Và bởi vì mình hiểu đó bản tính tự nhiên đó, mình mới chuẩn bị tốt, chuẩn bị kỹ và chuẩn bị một cách thích hợp cho cái buổi hội họp thì nó lại có kết quả. Dĩ nhiên là không cách gì mà được áp dụng 100%, có khi nó được điểm này điểm khác, nhưng mà theo dõi chúng tôi cảm nhận thì những điểm đó nó mang lại cái lợi ích rất nhiều để chúng ta tìm thấy một cái buổi hội họp tốt, và trong những cái buổi, nhất là buổi thảo luận.
Như ở trong lớp Phật Pháp đi, quý vị thấy Chư Tăng cũng thường thảo luận. Nhưng mà trong buổi thảo luận thì ai nói gì đó chứ cũng cũng phải kính trọng lẫn nhau. Dạ, phải kính trọng lẫn nhau. Trong kính trọng nhau thì chúng ta còn có cái chuyện nữa là lấy Pháp làm trọng. Trong cái chuyện mà mình thảo luận với nhau đó, thì mình còn có một cái thiện tâm thiện chí là xin mình là người đóng góp, chứ không phải mình là người tạo ra cái phiền não cho bất cứ ai. Dạ, từ cái thiện tâm thiện chí đó đó, chúng ta luôn luôn góp phần, mà chúng ta không muốn vì cái lời ăn tiếng nói của mình mà gây phiền não cho đại chúng. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này quý vị, chúng ta sẽ có lớp Pali Pháp Cú và vị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Siêu. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt Phật tử. Chúng tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Thầy ạ. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi đúc kết những điều lợi ích cho bài học ngày hôm nay. Và chúng con kính tri ân Ngài. Dạ, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn.